khi đi vào nội dung của livestream ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người kỳ thi thử JLPT online miễn phí ở trên trang web hoặc là trên app của Dũng Modi. Không biết là mọi người đã biết tới chưa? Đó là một tháng nữa thì chúng ta sẽ bước vào kỳ thi chính thức, kỳ thi JLPT đúng không ạ? Vào ngày 1 tháng 12. Vậy thì để chuẩn bị cho cái ngày thi chính thức đó thì Dũng Modi có tổ chức 5 đợt thi thử miễn phí vào mỗi cuối tuần trong tháng 11. Sẽ bắt đầu từ thứ 6 đến kéo dài đến hết ngày Chủ nhật. Các cuối tuần luôn mọi người nhé. Và sẽ bắt đầu từ tuần này đấy mọi người ạ. Từ tuần này tức là từ ngày mai là mọi người đã có thể bắt đầu vào thi thử rồi mọi người nhé. Hay. Ok, mọi người nhớ vào thi thử mọi người nhé. Về kỳ thi thử này thì chúng ta sẽ có bảng xếp hạng này để xem là chúng ta được top mấy. Ngoài ra thì các bạn có thể xem được sơ đồ đánh giá năng lực của mình theo từng kỹ năng luôn nha mọi người nhé. Theo từng kỹ năng luôn. Và chúng ta cũng được xem lại đáp án ngay sau khi làm bài thi được chưa ạ? Và cuối cùng một cái cũng rất là hay nữa, đó là mọi người sẽ theo dõi được kết quả của các kỳ thi, tức là so sánh kết quả giữa các kỳ thi xem là điểm số của chúng ta tăng hay giảm như thế nào. Được chưa ạ? Hay, ok. Ok, chúng ta sẽ có câu đầu tiên. Các bạn đều đang chọn đáp án số 4 là hạt xe sự phát sinh đúng không? Bạn Bảo Long có dịch câu này như sau là vì lời giải thích của tôi không đủ 39 decibel nên gây ra sự hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi. Về ý nghĩa, ý hiểu của các bạn thì chắc là nó không sai, nhưng quan trọng là từ vựng nào phù hợp với cái chỗ trống này mọi người nhá. Rồi, thấy có người có đáp án đúng rồi mọi người ạ. Bây giờ mới thấy có đáp án đúng. À, một là tươi sống á. Tươi sống đứng một mình đọc là nama mọi người nhá. Nama mới là tươi sống, ok không ạ? Đây là động từ ưm ự. Ok, đây là động từ ưm ự, đúng chưa? Đây là động từ ưm ự mọi người nhá. Ưm ự được chưa? Ok, mọi người ơi, câu này đầu tiên sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá. Tuyệt đối không nhầm đúng không ạ? Hôm nay chúng ta có thể nhầm nhưng đi thi thì mình không nhầm, không được nhầm nhá. Ưm ự ở đây là gì ạ? Là sinh ra. Sinh ra. Đúng không? Sinh ra hay là mình có thể hiểu là gây ra đấy. Những cái hiểu lầm đúng không ạ? Cái hiểu lầm. Còn đáp án số 2 của chúng ta là gì ạ? Ưm a đê đự thì cái từ này rất là quen thuộc với mọi người rồi, là được sinh ra. Đúng không? Được sinh ra. Còn số 3 là gì ạ? Ikiru đúng không? Ikiru là sống, trái ngược với nó là shinu là chết. Đúng không ạ? Cuối cùng là hasesuru, phát sinh. Thường là phát sinh vấn đề đúng không? Rồi, câu đầu tiên hơi khó khăn một chút đúng không mọi người? Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 2 này. Câu này thì chắc là dễ hơn rất là nhiều. Mời mọi người chọn đáp án vào câu số 2 nhá. Rồi, câu số 2 của chúng ta là gì đấy ạ? Minna no mae de sonna koto o yu nante nanyani? Joshiki da. Joshiki da, né? Cái này nó sẽ là cái dạng câu tiền tố hậu tố đấy mọi người. Mình tìm một cái tiền tố điền vào đây để tạo thành một cái cụm từ có nghĩa đúng không mọi người? Ok, câu này thì đa số các bạn đã chọn đúng rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án số 3 mọi người nhá. Chữ này là chữ phi ạ. Chữ phi ạ. Cái từ vựng rất là quen thuộc của chúng ta ở tầm khoảng N3 hay là N4 thôi cũng có rồi đúng không? Hijoshiki. Hijoshiki là thiếu ý thức đấy mọi người. Thiếu ý thức, vô ý thức. Nói những cái lời như thế trước mặt mọi người thì thật là thiếu ý thức, vô ý thức quá nhá, vô ý thức quá. Hijoshiki, mọi người nhớ cái từ vựng này nha mọi người nhá. Hãy nhớ theo từ vựng thay vì là đi phân biệt à cái này không, cái này không, cái này cũng không. Được chưa? Rồi, còn đáp án số cầm nhầm bút. Đáp án số 2 chữ này là cái chữ chữ phản đấy mọi người nhá. Chữ phản. Phản trong phản đối đấy, hoặc là trái ngược. Ok không nào? Đấy. Rồi, tiếp theo mời các bạn cùng nhau đến với câu số 3. Câu số 3 cũng là tìm một tiền tố cho từ vựng này. Chúng ta có gì ạ? Kango shi no shigoto wa nanyani? Dodo da. Dodo. Dodo là gì đấy nhỉ? Lao động đúng không? Chính xác ạ. Dodo là lao động. Vậy thì lao động như thế nào? Đa số thì người ta sẽ lựa chọn những cái từ vựng mà dễ khiến chúng ta hiểu lầm và dễ lừa chúng ta đúng không? Nhung Nhung 1 ạ. Mỹ 1. Ok. Minh Anh 4. Rồi. Có vẻ như là người ra đề đã rất là thành công trong việc lừa chúng ta đúng không? Rồi, Vi Nguyễn 2, trực muối 1. Ấy, đáp án câu này của chúng ta là đáp án số 1 mọi người nhá. Judo do ạ. Judo do. Ju là chữ trọng, trong nghĩa là nặng, tức là lao động như nào nhỉ? Nặng nhọc, vất vả đó. Chưa? Cái công việc gì đấy? Công việc kangoshi là hộ lý thì nó là một cái công việc như nào? Vất vả. Đúng không? Chứ không thể nào nói công việc hộ lý là công việc quá sức hay là quá lao động hay lao động quá nhiều các thứ được. Mọi người thấy ghép vào nó có thấy hợp lý ở câu này không ạ? Không đúng không?
Rồi chữ dai cũng không ghép nhá, chữ ta cũng không ghép nhá mọi người nhá. Rồi. Hãy ichiban. ですね. Jūdōdō là lao động nặng nhọc hay nói về những cái công việc vất vả. Ok, mọi người nhớ thêm một từ vựng nữa nhé nhá. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 4 mọi người ơi, câu số 4 ạ. Câu này là gì ạ? Chīsana kaban ni muri ni nimotsu wo oshi nanyani. Đây sẽ là một động từ phức đúng không mọi người? Một động từ phức. Chúng ta cần phải tìm thêm một động từ nào đó ở đằng sau ghép với động từ oshi hay là động từ osu ở đằng trước để tạo thành một cái từ có nghĩa phù hợp với câu này. Và lưu ý là cái tân ngữ của chúng ta đang là nimotsu. Nimotsu. Rồi, xin thấy có bạn Phương chọn đáp án số 2 ạ. Ngọc Hậu 4 ạ. Võ Nhung 4 ạ. Rất là đa số các bạn chọn đáp án số 4 đúng không? Oshikomu, oshikonda. À, Vi Nguyễn chọn 4, Trinh chọn 4 ạ. Hai. Bảo Long 4. Rồi, câu này có vẻ như là không làm khó được các bạn đúng không? Oshikomu của chúng ta là ấn vào, là nhét vào đúng không ạ? Oshikomu, ấn vào, nhét vào mọi người nhá. Vậy thì câu này chúng ta là gì ạ? Chisana kaba ni muri ni nimotsu wo oshikonda. Tức là nhồi nhét đúng không? Cố gắng nhồi nhét những cái đồ đạc, những cái hành lý gì đó vào trong một cái chiếc cặp rất là nhỏ. Vậy thì còn những đáp án khác chúng ta sẽ có đầu tiên là oshi yoseru. Oshi yoseru là cái việc chúng ta chen lấn xô đẩy nhá, chen lấn xô đẩy, được chưa? Còn oshi kakeru là cái việc chúng ta xông vào hoặc là xâm nhập vào đâu đó. Và cuối cùng chúng ta có từ oshi tsukeru đúng không? Oshi tsukeru là cái việc áp đặt hoặc là ép buộc nhé mọi người nhá. Áp đặt hoặc là ép buộc. Ok chưa? Đấy là bốn động từ phức trong câu này của chúng ta. Hai. Ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Câu này thì chắc chắn 100% các bạn sẽ làm đúng này. Chúng ta sẽ có gì ạ? Chisai koro kara basu no unten nanyani ni naritai to omotte ita. Naritai to omotte ita. Né? Tìm một hậu tố điền vào đằng sau từ unten đúng không? Vi Nguyễn chọn 2 ạ. À, Dũng Sàng chọn 2 là lái xe ạ. Có bạn chọn 4 là untensha đúng không? Rồi câu này thì chắc chắn là khá là dễ đối với chúng ta rồi đúng không? Chúng ta có từ untenshu. Untenshu rất là quen thuộc. Hay. Nghĩa là tài xế hay gọi là lái xe nha mọi người nhá. Tài xế hoặc là lái xe ạ. Tức là từ nhỏ thì tôi đã có cái mong muốn đúng không? Tôi đã rất là muốn là trở thành một tài xế xe bus đúng không? Một tài xế xe bus. Rồi chúng ta có từ ở đáp án số 1 là gì đấy ạ? Chữ chủ. Đúng không? Chữ chủ. Đứng mình đọc là nushi đấy. Nushi. Hoặc là trong cái từ shujin. Shujin là người chồng đúng không? Hoặc là shujinko là nhân vật chính á. Tiếp theo chữ này là chữ nhân này. Chữ này là chữ giả. Chữ giả đứng của mình đọc là mono. Cũng là người đúng không? Đó. Hay. Ja, tsugi. Dokuban desu. Dokuban. Câu này chúng ta sẽ có đáp án số mấy ạ? Amari ni okashikute warai wo nanyani koto ga dekinakatta. Chúng ta sẽ có komeru, koboreru, kogoeru và koraeru. Chúng ta sẽ có cụm là warai wo nanyani koto ga dekinakatta. Không thể gì đó cười. Tuấn Anh Đỗ chọn 2 ạ. Thanh Hồng chọn 2. Koboreru là gì nhỉ mọi người nhỉ? Có phải là đổ ra trào ra không? Chính xác rồi, bạn Bạch Trang đã có comment giúp xe đó là koraeru ạ. Koraeru. Không thể nhịn được cười mọi người nhá. Nhịn à? Koraeru. Nhịn cười. Tức là buồn cười quá. Amari ni. Ở đây là thể hiện cái sự quá nào đấy nhá. Quá mức. Buồn cười quá đúng không? Nên là không thể nhịn được cười. Được chưa? Buồn cười quá, không thể nhịn được cười. Thì chúng ta sẽ có koraeru. Rồi chính xác. Còn koboreru chính là bị đổ ra, bị trào ra đúng không? Chính xác. Komeru thì sao ạ? Komete đấy. Danh từ o komete. Là dồn tất cả tình cảm của mình hay là sức lực của mình để làm một cái việc gì đấy trong ngữ pháp có đấy. Và ở đây nó đang ở dạng từ vựng mà thôi nhá. Và cuối cùng kogoeru thì nó chính là đông cứng, đóng băng lại. Rồi, ok chưa? Vậy là chúng ta nhớ thêm được một cụm nhá. Warai wo koraeru, được chưa? Rồi, hãy. Ja tsugi, 7番. Kowarenai nai you ni nanyani oite kudasai. À, Mai Sang chọn 3, Minh Châu chọn 3. 3 là sotto. Sotto, Vi Nguyễn chọn 3. Đình Dũng chọn 4 à, 4 là hột tổ. Hột tổ. Hai. Văn Lưu chọn 2 ạ, Phương Thúy chọn 3. Hai, ok, đáp án của câu này sẽ là đáp án số 3 mọi người nhá, rất là chính xác. Đáp án số 3, sột tổ là nhẹ nhàng thôi. Đúng không? Sột tổ ôi tê cửa ý là đặt nhẹ thôi. Đặt nhẹ thôi, để mà nó không bị vỡ. Ok chưa nào? Rồi, kít tổ thì rất là rõ ràng, kít tổ là chắc chắn đúng không mọi người? Jit tổ là gì ạ? Jit tổ là kiểu dạng bất động ấy, có thể là đứng im nhìn chăm chăm một cái gì đó. Jit tổ mi được. Nhá, hoặc có thể là không cử động, không hành động gì cả, không di chuyển thì là jitto. Còn cuối cùng là hotto
hố tổ lá. Thở phào nhẹ nhõm mọi người. Thở phào nhẹ nhõm. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 8 nhá. Rồi. Đấy. Câu này khá là dễ đấy mọi người. Câu này khá là dễ. Nhà của đứa trẻ kia thì okane mochi desu. Thì đại gia giàu nhiều tiền đúng không? Nên là nan demo katte morai được. Nên là cái gì cũng được bố mẹ mua cho. Đúng không? Cái gì cũng được bố mẹ mua cho. Nên là na. Rồi, Michael chọn 1 ạ. Thúy Sàng chọn 1, Quyên Sàng chọn 1 là ghen tị. Hà Sàng chọn 1. Urayamashi, Bảo Long chọn 1 ạ. Hay, ok, câu này của chúng ta sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá. Urayamashi, đúng không ạ? Urayamashi là sự ghen tị. Ghen tị quá. Đúng không? Nhà đứa bé kia thì rất là giàu, vì giàu nên là cái gì cũng được bố mẹ mua cho. Ghen tị thế không biết. Được chưa? Ghen tị ghê đấy. Okay. Rồi, natsukashi là thể hiện cái sự hoài niệm đúng không? Hoài niệm về một cái chuyện gì đấy. Còn yakamashi là thể hiện cái sự ồn ào nhá, ồn ào, om sòm. Còn cuối cùng mabushi thì khá là quen thuộc, mabushi là chói, ánh sáng ấy, chiếu xuống và bị chói đúng không? Chói nhá. Ok. Hãy tiếp theo chúng ta có câu số 9 ạ. Câu số 9. Có vẻ như là vào guồng rồi, thế nên là mọi người cũng chọn đáp án đúng nhiều hơn rất là nhiều nhá. Trong đây có bạn nào N3 hoặc là N1 đang vào để thử sức mình không ạ? Có rất là nhiều từ vựng của N3 đấy mọi người. Các bạn N3 cũng hoàn toàn có thể thử sức được mọi người nhá. Và các bạn N1 thì có thể ôn lại một chút kiến thức của mình đúng không? Rồi, đều là những cái từ vựng rất là quen thuộc luôn. Suzuki-san wa Hokkaido nanyani dakara samusa ni wa narete iru. Hai. V-san chọn 2 ạ. Châu-san chọn 2 ạ. Bảo Long 2. Quyên-san 2 là xuất thân, xuất sinh desu yo ne. Mai-san 2 ạ. Giang Lê-san chọn 2. Wow. Không có một đáp án nào khác thì không thể nào mà sai được nữa rồi đúng không? Xuất sinh mọi người ạ. Nói về việc mình xuất thân ở đâu đấy hoặc là mình học ở một cái trường nào đấy ra thì mình sẽ sử dụng cái từ xuất sinh này mọi người nhá. Anh Suzuki Sang thì xuất thân ở Hokkaido, tức là sinh ra ở Hokkaido đó đúng không? Thế nên là anh ấy đã quen với cái lạnh rồi, quen với cái lạnh. Đó. Còn shintai là gì mọi người? Cơ thể đó. Cơ thể. Shutsujo là cái việc tham gia mọi người nhá, thường sẽ là tham gia những cái cuộc thi, những cái trận đấu nào đấy. Còn số 4 là tanjo. Tanjo là ra đời. Ra đời. Hay. Dạ, 10번. Câu số 10 ạ. Gai koku go o hanasere to shushoku no toki nanyani da. Đi thi mà dễ sơ thế này thì tốt biết mấy á. N2 thì đi thi nó sẽ không khó hơn như thế này đâu. Thực ra đi thi nó sẽ khó hơn ở một điểm thôi. Đấy là về mặt tâm lý của chúng ta. Chúng ta thường là đi thi vào những cái lúc quan trọng ấy thì não của chúng ta nó không được bình tĩnh lắm. Tâm lý của chúng ta nó không được bình tĩnh lắm nên là kiến thức nó không lôi ra được ấy mọi người. Mặc dù nó ở trong não nhưng mà mình không lôi ra được, mình không lấy ra được, mình không nghĩ ra được. Đấy, thế nên là trong quá trình mà mình đang luyện đề ấy, thì mình cố gắng luyện với cái tần suất nó cao một chút, nặng một chút để khi mà đi thi thì mình sẽ quen đấy mọi người. Quen hơn nhá. Vi Sàng chọn 3 này, Mai Sàng chọn 3 này. Hương Mai chọn 3 này. Thúy Sàng chọn 2 là có lợi à. Rồi, Bảo Long chọn 3 này, Hiền Sàng 3, Công Sàng 3. Sinh Sàng 3, Tâm Sàng 3. Hiền Trang 3. Ok, các bạn đều chọn 3 đúng không? Rồi, you đi, desu yo ne. Có lợi. Dịch theo Hán Việt luôn, chữ hữu với chữ lợi đúng không? Tức là có lợi nhá. Rồi, nếu mà mình có thể nói được tiếng nước ngoài thì sẽ có lợi khi mà mình đi xin việc. Đúng không? Là một cái điểm mạnh, một cái điểm cộng rất là lớn khi mà chúng ta đi xin việc. Rồi, còn số 1 là gì ạ? Yuko là có hiệu quả ấy. Có hiệu quả, ví dụ một cái loại thuốc nào đấy uống vào mà nó có hiệu quả. Dùng cái từ yuko nhá. Hoặc là một cái vé nào đấy ấy. Cái vé tàu, vé xe nó vẫn còn hiệu lực. Dùng từ yuko. Còn dieki này là cái lợi nhuận mọi người ạ. Lợi nhuận. Còn cái dio là sử dụng rồi đúng không? Lợi dụng. Ok. Tiếp tục với câu số 11 ạ. Câu số 11 chúng ta sẽ có gì đây ạ? Okane o nanani koto wa kantan na koto janai o. Câu này khi mà đi làm thì chúng ta đều thấm thía đúng không mọi người? Rất là thấm thía câu này ạ. Rồi, Mai Sàng chọn đáp án số 4 ạ. Minh Châu chọn 4 ạ. Mokeru. Rất là chính xác, đáp án của chúng ta chính là đáp án số 4 đó mọi người. Mokeru ở đây là kiếm tiền đúng không? Kiếm tiền. Okane o mokeru nhá. Cái việc kiếm tiền ấy nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Đúng không? Mọi người thấy kiếm tiền đơn giản đúng không ạ? Vất vả mà đúng không? Vất vả. Hay. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại ba đáp án còn lại chúng ta có gì đấy ạ? Kubaeru. Kubaeru là thêm vào nhá, thêm vào. Chiyasu. Jikan o chiyasu là cái việc tiêu tốn, tiêu hao, tiêu tốn về mặt thời gian ấy. Jikan o benkyou ni chiyasu tức là
dùng thời gian, dành thời gian, tiêu tốn thời gian cho cái việc học ấy. Và cuối cùng là fukudamu. Fukudamasu, đúng không? Fukudamasu là phồng lên, nó phình ra. Được chưa nào? Ok. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 12. Câu số 12 chúng ta là gì ạ? Matiawase chikan made cafe de jikan o nanyani zubusu, kuzusu, koasu va yaburu. Đều là những từ vựng quen thuộc nhưng cũng rất là dễ nhầm. Cũng rất là dễ nhầm. Thông qua đây thì chúng ta có thể cùng nhau ôn lại cả bốn cái từ vựng, cả ba cái từ vựng đáp ở cái đáp án sai nữa, đúng không ạ? Nên là nếu mà được thì mọi người cố gắng comment cả những nghĩa của các cái đáp án sai này, hoặc là nếu mà dành được thời gian thì có thể ghi nó ra một chút cho mọi người nhá. Hay, Thiên Sang chọn 1 ạ, Tư Bất Sự ạ. Mai Sang chọn 1 ạ. Vi chọn 1, Đức Sang chọn 1 ạ. Rồi, nhiều đáp án số 1 như thế này rồi thì liệu rằng có bị sai không mọi người nhỉ? Ok. Sai làm sao được, đúng không? Tư Bất Sự mọi người nhá. Jikan o tsubusu của chúng ta có nghĩa là giết thời gian. Giết thời gian, đúng không? Machiawase chikan made, tức là cho đến cái thời gian của cuộc hẹn ấy, thì tôi sẽ giết thời gian ở quán cà phê, tức là ngồi ở quán cà phê giết thời gian để chờ cho đến cái thời gian của cuộc hẹn, đúng không mọi người? Chính xác ạ. Các bạn nhớ cả cụm nhé. Jikan o tsubusu. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ kuzusu. Kuzusu sẽ là sụp đổ, làm cho sụp đổ, làm cho sạt lở, hoặc có một cái trường hợp nữa là đổi tiền đấy mọi người, đổi tiền lẻ. Okane nhá, okane o kuzusu, đổi tiền lẻ. Rồi số 3 là kowasu, là làm hỏng này. Số 4 là yaburu, đúng không? Là làm rách, hoặc có thể sử dụng trong cái trường hợp là phá hủy những cái cuộc hẹn, những cái lời hứa nào đấy cũng có thể sử dụng được yaburu nhá mọi người nhá. Ok. Hay, câu số 13 chúng ta có gì đấy? Rồi, bốn từ vựng khá là quen thuộc luôn. Câu số 13 của chúng ta là gì ạ? Kaisha no nanyani o osainakereba. Osainakereba nó bỏ cái đuôi narimasen rồi, đúng không? Tức là phải cái gì? Phải kìm nén, phải hạn chế, đúng không? Hạn chế cái gì đây ạ? Mai rằng chọn 3 là shishutsu. Ánh rằng chọn 4 là shinshutsu. Đức rằng 3, nhun nhun 3, Bảo Long 3, Vũ Thông 4 ạ. Nào, có hai chiều hướng đáp án là 3 và 4 thì chúng ta sẽ chọn gì nhỉ mọi người? Mình sẽ theo phe 3 hay phe 4 đây? Không ai chọn 1, 2 đúng không? Chắc chắn lại bỏ được 1, 2 đúng không? Hai, ok, 3 番 です. Shishutsu là cái việc chi tiêu ấy. Chi tiêu. Tức là phải hạn chế cái việc chi tiêu của công ty thôi. Bây dạo này chi nhiều quá rồi, phải hạn chế lại thôi, đúng không? Đó. Còn gai shishutsu là ra ngoài, đi ra ngoài. Yushutsu là, không phải, thế này mới phải. Là gì nhỉ? Xuất khẩu, đúng không? Shishutsu thì sao ạ? Gọi là tiến ra ấy, vươn ra nước ngoài ấy, thường nói về các cái công ty, các cái doanh nghiệp người ta phát triển, người ta vươn ra tầm quốc tế, ra nước ngoài để mở thêm chi nhánh các thứ ấy mọi người nhá. Shinjutsu, hoặc là có cái trường hợp sử dụng cho cái việc là tiến vào cái phòng chung kết chẳng hạn cũng có thể sử dụng được. Rồi, ok. Dạ, 14 番. Câu số 14 ạ. Đố chữ Hán đây rồi. Khá là nhiều những chữ Hán, nhìn hơi khó một chút xíu, đúng không mọi người? Phần chữ Hán của mọi người ổn không ạ? 彼女の歌声は観客に何々を与える. Rồi, Vi Sàng chọn 3, Huy Anh 3, Đào Ngọc 3, Minh Châu 3. Đều là đáp án số 3, 観客, đúng không? Mai Sàng 3. Không ai chọn các đáp án khác luôn. Là đúng là đúng một thể mà sai là sai hết đấy. Đứa ăn cả ngã về không nhá. Rồi, đứa ăn cả ngã về không ạ. Ok, 3 番 です, 観客. Chúc mừng tất cả các bạn. Đáp án số 3 nhá, 観客を与える. 観客 là cái sự cảm động, cái sự xúc động đấy mọi người. Tức là cái giọng hát của cô ấy đã khiến cho ai đấy ạ? Khang kia cự là quan khách, đúng không? Xúc động, cảm động. Rồi, ok. Còn cái tự shageki là gì ạ? Bằng ấy, bắn súng mọi người nhá. Bắn. Hangeki là phản công ạ. Mình dịch là cảm động sẽ đúng hơn nhá. Cảm động, xúc động nó sẽ đúng hơn là cảm kích. Dịch theo Hán Việt là cảm kích, đúng không? Nhưng mà dịch ở đây mình nên dịch nó là cảm động, xúc động thì nó sẽ phù hợp hơn nhé mọi người nhé. Rồi, hangeki là phản công này, và cuối cùng là hungeki. Bản thân cái từ đằng trước là cái chữ phẫn, trong cái từ phẫn nộ này nó đã thể hiện nghĩa của cái từ này rồi, thể hiện cái sự tức giận, vô cùng tức giận nhé. Đằng sau thì nó là cái chữ kích, trong cái nghĩa là mạnh, mãnh liệt, đúng không? Ghép nó lại thì chúng ta sẽ được một cái từ với cái nghĩa là vô cùng phẫn nộ, vô cùng tức giận, nổi kiểu tức điên lên đấy mọi người. Hai. Rồi, tiếp theo câu số 15. Câu số 15 của chúng ta thì vẫn là chữ Hán ạ. Vẫn là chữ Hán nhá.
đại học để kinh doanh học của nhanh nhanh nhất sử nhanh nhanh nhất sử nhiều từ khó nhưng đáp án thì dễ thôi mọi người rồi Phương Sàng chọn 2 ạ, à, Thúy Sàng 2 ạ, à, Đức Sàng 2 ạ. À. Long Sàng 2, Senko Sư Đự. À, Thúy Sàng có comment là học chuyên ngành. Đó, chuyên ngành gì đấy ạ? À? Keizai Gaku. À, chuyên ngành kinh tế học đúng không? Ở trường đại học, rất là chính xác. Rồi, rất là cảm ơn mọi người. Đáp án của chúng ta là đáp án số 2, Senko Sư Đự. Nhá. Tôi đang học ngành đúng không? Học chuyên ngành kinh tế học. Mới đang học, tôi học thôi. Tôi học chuyên ngành kinh tế học ở trường đại học. Số 1 là Senyu. Chữ chiến với chữ hữu mọi người, chiến hữu. Số 3 là senden, senden là cái sự mài dũa, rèn luyện, trau chuốt. Và cuối cùng là senditsu là cái sự dùng mình trong sợ hãi. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 16 nhá. Câu số 16 ạ. Tính từ, chúng ta sẽ có 4 tính từ ở đây. Omatsuri wo shiteru yo de soto ga nanani? Nanban desho? Có Cường sang chọn 2 dạ, Ngọc sang chọn 3 là Sozoshi. À, Ngọc Tường chọn 3 là ồn ào mà. Ừ. Rồi, Văn Trúc chọn 3, Thảo Hiền 3. À, Thương sang cũng chọn 3, ok. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3 mọi người nhá. Ừ, Sozoshi đúng không ạ? Là cái sự ồn ào. Bên ngoài ồn ào cứ như thể là giống như là đang gì đấy, đang tổ chức lễ hội vậy. Đúng không nào? Còn Omomoshi là cái sự long trọng. Long trọng, uy nghiêm. Còn zuzushi nó là cái sự gì đấy ạ? Mặt dày chơi chẽn đó mọi người nhá, mặt dày chơi chẽn. Còn kagayakashi là gì ạ? Cái sự tỏa sáng long lanh lấp lánh đó. Ừ. Rồi, chính xác. Hãy jatsugi 17番. Câu số 17 mọi người ơi. Tenin-san ni kyoumi no nai shouhin o nanani susumerareta. Susumerareta. Cường sang chọn 3, Ngọc sang chọn 3. Đáp án số 3 là shitsukoku, shitsukoi, đúng không? Shitsukoi. Số 1 là shimbozuyoku, số 2 là arapoku, số 4 là iyashiku, iyashiku. Rồi, các bạn đều đang chọn đáp án số 3 là shitsukoku, đúng không? Chúc rằng 3 này. Dai dẳng, lăng nhăng, đúng không? Ừ. Ok. Hay, đáp án của chúng ta là đáp án số 3, mọi người nhé, shitsukoku. Chính xác của nó là shitsukoi, đúng không? Shitsukoi, tính từ đôi y, bổ nghĩa cho một động từ đằng sau, nó chuyển sang cự thôi. Đó, nó là dài dòng, dai dẳng. Thì ở đây là tôi bị đúng không? Một nhân viên của một cửa hàng nào đó cứ kiểu mời chào susumeru đấy, mời chào một cách rất là dai dẳng cái sản phẩm mà tôi không hề có hứng thú gì hết. Thường là các bạn sale ấy, đúng không? Ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng gọi. Chị ơi, mua đất không? Chị ơi, làm thẻ tín dụng không ấy mọi người. Đó. Rồi. Hay, còn đáp án số 1 là shimbozuyoku là cái sự chịu đựng nhẫn nại nhá. Số 2 là arapoku là gì ạ? Là cái sự thô bạo nhá, thô bạo, tính tình hung tợn ấy. Còn số 4 là iyashi là cái sự ti tiện nhá. Ok, tiếp theo chúng ta đến với câu số 18 ạ. Câu số 18 của chúng ta có 突然 nanyani hito ni koe o kakerareta. Số 1 là dekai, số 2 là omowashi, số 3 là kashimashi, số 4 là omoigakenai, omoigakenai. Chúng ta có gì ạ? Đào Ngọc chọn 4 ạ, Ngọc Tường chọn 4 ạ. À, Hà Nông Định chọn 4 ạ. Vi Sàng chọn 4, à chọn 1 là to lớn, decay đúng không? Decay hito ni. Chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 nhá. Omoigakenai hito. Một người mà mình không ngờ tới ấy. Không ngờ tới là người ta lại bắt chuyện với mình, người ta lại nói chuyện với mình nhưng mà không ngờ đột nhiên người ta lại quay ra bắt chuyện với mình đúng không? Đó. Rồi số 1 của chúng ta, đáp án số 1 là gì ạ? Decay là to. To nhá. Số 2 là omowashi. Omowashi của chúng ta sẽ có nghĩa là gì ạ? Là cái sự vừa ý, thỏa mãn với một cái gì đó. Và số 4, kashimashi là cái sự ồn ào mọi người nhá. Rồi, ồn ào, om sòm đấy ạ. Tiếp theo câu số 19. Câu số 19. 2. Vi Nguyễn chọn 2 ạ. Accents. Accents. Cường Lê chọn 2. Trúc Sáng chọn 2. Ngọc Tường chọn. Ngọc Vì có comment ý nghĩa của nó là ngữ điệu đúng không? Ngữ điệu. Kiều Linh 2, Hiền Sang 2, Mai 2, Phạm Quyên 2, Long Dương 2, Nguyễn Minh Châu 2, Hương Mai 2. Wow, toàn 2 luôn. Nhiều 2 thế này chắc chắn đúng rồi. Accento, accento, accent đấy mọi người. Là cái trọng âm, đúng không? Cái trọng âm. Tức là tiếng Nhật ấy, tùy vào từng địa phương đúng không? Tùy vào cái tiếng địa phương mà
cái trọng âm này nó sẽ có sự khác biệt khá là lớn. Okiku koto naru. Né. Rồi. Đáp án số 2 là chính xác ạ. Accento trọng âm nhá. Số 1 ton. Ton. Chính là cái chữ này đấy mọi người. Là cái tông ấy. Tông giọng hoặc là tông màu nhá. Tông giọng hoặc là tông màu. Số 3. Phrase. Phrase là từ hoặc là cụm từ, câu. Được chưa? Số 4 là pitchi. Pitchi nó là cái khoảng cách. Được chưa? Pitchi nó là cái khoảng cách nha mọi người nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với câu số 20 mọi người ơi. Câu số 20 ạ. À, chọn xong đáp án câu 20 thì mọi người hãy tổng hợp lại giúp xem là mọi người trong ngày hôm nay đã đúng được bao nhiêu câu nhá. Trong ngày hôm nay các bạn đã đúng được bao nhiêu câu? Câu số 20 của chúng ta là gì ạ? Hikoki no zaseki o nanani class ni shita. Một cú lừa lịch sử ở đây. Vương Hà một ghế phổ thông. Ok. Hạng phổ thông đúng không? Rất là chính xác. Một hạng phổ thông, Hoa Dương chọn một. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ có economy là phổ thông nhá. Economy class. Nó là một cụm từ mà người ạ, chứ nó không tách ra. Economy class ghép vào sẽ là hạng phổ thông. Hạng phổ thông. Còn đứng của mình nó sẽ là phổ thông thôi, phổ thông nhá. Thì tôi đã chọn cái hạng phổ thông, cái hạng ghế ngồi phổ thông đấy. Chính xác. Hạng ghế ngồi phổ thông. Em chưa bay bao giờ á? Chưa bay bao giờ biết hạng phổ thông, biết ghế phổ thông hả? Đây bạn Nhung còn comment là hạng thương gia này, nhưng mà phải có tiền bay được hạng thương gia mọi người ạ, đắt lắm. Ok. Rồi, à còn ba đáp án còn lại nữa mọi người. Ba đáp án còn lại nữa. Nomadu. Nomadu là gì ạ? Là thông thường, là bình thường nhá. Số 3 là beginner. Beginner của chúng ta sẽ là nói về những cái người mới bắt đầu làm gì đó, mới bắt đầu nhá, người mới bắt đầu. Và cái cuối cùng là cái advance. Advance là cái sự cải tiến. Cải tiến. Rồi, ok. Thì đấy, chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng, thầy đọc nhá. Kore wa chōdo nani nani. Chữ này là shōmen kara totta shashin desu. Đây là bức ảnh đã chụp từ. Từ gì đây? Chōdo là đúng, đúng không? Đúng cái gì đó. Mọi người cho đáp án đi. Câu này siêu dễ rồi. Nào. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ ôn N2 nhé, đây là N2 nhé mọi người nhé, buổi ngày hôm nay sẽ là N2, chưa ạ? Chữ này là chúng ta cũng đọc này, gyaku, đây chưa nào, gyaku là ngược, zen là toàn, được chưa? Dù chữ này là oboi này, đúng không? Chữ này chính này, được chưa nào? Hay, chữ này là trong chữ majime đấy, hình như trong này chữ majime có này, đúng không nào? Thôi các bạn đâu rồi? Rồi. Không thấy có ai comment gì cả. Em thấy có ai comment gì đáp án không? Có thấy ai đâu comment đáp án không? Chưa thấy ai comment đáp án. Đáp án đâu rồi? Nào để thấy viết chữ Majime cho mọi người đã nhá. Sao Majime chúng ta học rồi đúng không? Nào Majime đây. Majime là gì? Đấy. Majime. Chưa? Bạn còn biết Majime không? Chăm chỉ. Majime chăm chỉ. Rồi Lê Quang Khang chọn 3. Ba. Chữ ba nó nghĩa là gì nào? Có một đáp án nào? Huỳnh Thanh Trì 3. Chào Nguyễn Bảo Long nha. Đáp án chúng ta chính xác là đáp án số 3. Được chưa? Chữ này là ma so men. Ma so men là chính diện. Ma so men là chính diện mọi người nhá. Vậy thì đây là bức ảnh đã chụp từ đúng chính diện. Ok. Chữ này còn đọc là chữ xin nữa nha mọi người nhá. Chẳng hạn trong chữ xin hanim chẳng hạn. Hanin viết thế nào nhỉ mọi người nhỉ? Hanin hoặc xin Hanin, đúng không? Đó là thủ phạm chính, được chưa nào? Xin Hanin, ok chưa? Đấy, mặt chính diện rồi, ok. Zen thì chúng ta có nhiều chữ Zen đúng không? Zen Koku đúng không? Zen Koku Teki chẳng hạn, mang tính toàn quốc, hay là Zen Sekai, Zen Sekai, được chưa? Toàn thế giới. Chữ này là trong chữ omoi. Nếu mà có 3 chữ thì chúng ta sẽ có một từ rồi, các bạn nhớ cho thầy một từ thôi nhá. Chữ này sẽ đọc là ju này. Tiếp theo là chữ ro. Chữ này. Ju ro do là làm việc quá sức. Từ này rất quan trọng. Đi thì khả năng xuất hiện rất là cao mọi người ghi cho thầy. Tất cả đều có trường âm hết. Ju
Rodo. Được chưa? Có trường hợp, có trường hợp hết. Judo-do là làm việc quá sức mọi người ạ. Rồi, mãi mới hết một câu á. Chuyển sang câu số 2 thôi. Câu số 2 nhé mọi người nha. Watashi no ie to kanozo no ie wa nani nani hōkou nano de soko de wakaremashita. Wakaremashita là chia tay. Chia tay nhưng mà chỉ là chia tay chào nhau thôi, mỗi người ai về nhà đấy thôi, chứ không phải là chia tay mỗi người một nơi, một phương, được chưa? Số cô đấy, bởi vì là, đúng không? Các bạn cho thầy đáp án nào. Câu này cũng không có gì khó. Chữ này là ngoài ra, chữ này là khác, chữ này là biệt sự cũng là khác. Kotonaru, chữ này là gì nhỉ? Khác cái gì đó. Hay là chữ này là chigao cũng là khác. Chữ này trong chigao này. Chữ này là kotonaru này, đúng không? Đúng không? Mình đọc là kotonaru này. Đi ghép với chữ khác thì chúng ta có thể dùng từ ibunka. Đúng không? Sự khác nhau về văn hóa, cái từ này rất quan trọng. Và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4. Đúng không? Betsuhoko là hướng khác nhau. Betsuhoko thế. Nhà tôi và nhà cô ấy hướng khác nhau. Nên là chúng tôi đã chia tay ở đó. Dạ. Nào tiếp theo là chúng ta sẽ chọn là làm câu số 23 cho thầy nào. 2020 年 hay の時点で日本の何々人口は1億2500万人だ。Ở cái thời điểm là năm 2022 thì dân số của Nhật Bản sẽ là rơi vào khoảng 125 triệu người. Đây thêm 4 số 0 mà nó sẽ đọc được. Đúng không? 125 triệu người. Dạ. Nào, vậy thì đáp án câu này sẽ là gì nhỉ? Này là tổng dân số. Chính xác rồi, mọi người đã chọn đáp án số 3. Số đúng không? Hay số dân số. Như nào? Hay tổng dân số của Nhật Bản tại thời điểm năm 2022 là 125 triệu người. Chữ số này thì chúng ta có thể dùng một vài từ khác như số sen kiệu, tổng tuyển cử. Được chưa? Đấy. Chữ này là chữ man này, trong chữ man tên hay là mankai. Mankai là gì? Hoa nở rộ nhất, đúng không? Mà hoa nở rộ nhất thì đọc mankai. Chữ này là siêu rồi, đúng không nào? Hay toàn từ dễ thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhá. Câu số 24. Hay chữ này thầy đọc cho iki thế nào. Hay Fukuoka iki, đúng không? 930 binh wa. Chữ này là binh gì nhé? 30 binh. Binh này là dùng cho chuyến bay nhé. Chuyến bay 930 hướng đi Fukuoka. Do thời tiết đẹp nên là đã thế nào đây? Đấy. Đáp án 1111. 1 chính xác rồi, đáp án số 1. Aku, đúng không? Akutenko tức là thời tiết xấu nên là đã bị hủy chuyến. Thường hủy chuyến bay thì người ta sẽ dùng từ này nhé. Kekko to narimasu. Đúng không? Chúng ta có từ akuekyo. Thêm chữ ekyo vào đấy tức là ảnh hưởng xấu. Đúng không? Hay. Tuần hoàn là gì mọi người? Junkan. Junkan là tuần hoàn. Thì chúng ta có akujunkan tức là vòng tuần hoàn nó bị xấu đi thì chúng ta dịch là vòng luẩn quẩn. Akujunkan từ đấy dùng rất là nhiều. Akutenko này, akujunkan này hay là akuekyo này, ba cái từ đấy hay dùng nhất, đúng không? Hay chữ này chữ cực, đúng không nào? Hay kyokutan cực đoan này, đúng không? Hay, chữ này là tokubetsu này hay là tokkyoken. Tokkyoken là bằng gọi là bằng sáng chế đấy, tokkyoken nhé. Đây là henko rồi, henko rồi nhá. Hay rồi, tiếp theo câu số 25 mọi người ơi, câu số 25. Ta đi vào câu số 25 nhá. Tanaka-san wa atarashii kaisha no shachou ni shita soudan. Nghe nói anh Tanaka đã giám đốc công ty đi làm giám đốc công ty mới. Này shunin shusoku yakuwari kimu. Các bạn chọn cho thầy đi. Mạnh Hà 3, Phương Thảo, Hoàng Trường, Nông Cấn 3. Bà 3 hết, chắc là đang số 3 rồi. Đấy, shunin nhậm chức. Rồi, anh Tanaka đã nhậm chức, nghe nói đã nhậm chức làm giám đốc của công ty mới. Được chưa? Shusoku này là tìm được việc, đúng không? Shusoku dekita. Được chưa?
Kinvu là đi làm bình thường, yakurari wari là vai trò, vai trò, được chưa? Rồi, câu tiếp theo nha mọi người nhá. Làm nhanh nhanh một tí cũng được, không sao cả. Câu số 26 là mọi người. Mọi người làm cho thấy câu số 26 nha, để thầy đọc nhá. Kono shorui o file ni oite kudasai. Honyarara oite kudasai. Tsukande kudasai. Nigitte kudasai. Hasande kudasai wa osaete kudasai. Osaete kudasai. Nguyễn Anh Cường chọn 2. Nào chúng ta xem nhá. Ở đây là shorui là tài liệu đúng không? Hãy làm cái gì đó tài liệu vào trong file. Cái file này là cái gì đây? Cái file. File này là cái quyển mà tệp để chúng ta kẹp tài liệu ạ. Kẹp tài liệu vào trong đấy. Đấy. Thì chúng ta phải dùng từ này kẹp vào thì sẽ có đáp án là đáp án số 3, kẹp vào nha. Hasamu là kẹp nhá. Kẹp vào. Giống như hasami, động từ động danh từ hasami là cái kéo đúng không? Động từ là hasamu. Đấy. Osai được này các bạn. Là giữ bàn này, osai được. Osai được. Hay là nigi được. Nắm đúng không? Hay nigi được. Nắm cái này, nắm chặt cái bút này, nigi được, nigi được. Scande cũng là nắm nhưng mà chỉ là nắm vào bình thường thôi, hờ thôi. Hay nắm vào. Còn nigi được tức là kiểu nắm chặt nhá. Hay ta kẹp vào cái file đấy. Cái file đựng đồ đấy, đựng giấy đấy. Rồi tiếp theo câu số 26 nè. 27 chứ quên mất. 27. Nào, cùng thầy đọc nhá. Điều gì cả để tê kuru no ga osoi to okyakusan kara iwareta. Tức là cái món ăn nó ra muộn, thế nên là đúng không? Hễ món ăn ra muộn thì sẽ khách hàng sẽ gì nhỉ? Thì sẽ bị khách hàng nói gì đây? Phàn nàn đi, đúng không? Mông cự. Chúng ta có một từ phàn nàn là mông cự. Đúng không? Vậy thì hôm nay không có từ mông cự trong này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đúng rồi, Ngô Tiến Mạnh, ok. Các bạn chọn hết rồi. Đáp án chúng ta là cream phàn nàn, được chưa? Rồi xem lại những từ vựng khác. Bonus. Bonus là gì đây? Các bạn có được bonus không? Tiền thưởng. Đúng rồi, bonus là tiền thưởng, tiền thưởng. Space tức là khoảng trống này. Ở đây ví dụ có một khoảng trống này mà gọi là space nhá. Hay smooth là trôi chảy. Smooth trôi chảy. Huỳnh Vi có một từ đó là cujo cũng là đúng rồi, cujo. Cujo cũng là lời phàn nàn nhá. Đấy. Tiếp theo, câu số 28 nha. 28 ạ. Sai tán nào mọi người ơi. Hai, kare wa 2年生 no toki ni yakubu no nani nani ni natta. Coach, top, boss, captain. Toàn những từ dễ rồi mọi người. Hiền chọn 4. Hai, Tiến Mạnh chọn 4, Mỹ Linh chọn 1. Ai rồi? Thế là nhìn thấy cái gì nhỉ? Nhà kêu đúng không? Câu lạc bộ nhà kêu top vợ là đứng thứ nhất, là năm thứ hai hay đứng thứ nhất của giải cứu cũng có vẻ ok. Đó. Số 2 boss là kiểu giám đốc ạ. Boss là ông chủ ấy. Coach là huấn luyện viên, còn captain là đội trưởng. Vậy thì mới năm thứ hai mà làm huấn luyện viên luôn à? Không được rồi. Đấy. Đáp án sẽ là ông bạn captain. Đúng không? Anh ấy đã trở thành đội trưởng của câu lạc bộ bóng chày vào năm thứ hai. Boss là ông chủ. Ông chủ của câu lạc bộ bóng chày. Không được, đúng không? Hãy top vự là đứng đầu. Không được. Nhá, chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án captain. Chính xác. Đấy, đội trưởng nha. Rồi, tiếp theo câu số 29. Câu số 29. Kono yama wa fukusu no tōzan. Nani nani ga aru. Đúng rồi, câu này là câu số 3. Chữ cứng bây giờ mới là câu số câu số 3 chữ cứng. Chúng ta học được 12 chữ cứng rồi đấy. 1 hay 4 đây à, các bạn đang phân 1 hay 4 rất là nhiều đúng không? Thì thấy 1. 1 là kosu. Số 3 là ranh. Ranh là gì đây? Ranh là cái đường đi. Đấy chưa nào? Đường đi.
hay là ranh thì nó là đường, đường đây, ranh nó là một cái đường kẻ như thế này, gọi là ranh. Hay là bên Nhật có cái app tin nhắn cũng là line đấy, đúng không? Line này cũng dùng từ này luôn, line, chưa? Thì nó ba nghĩa, cố sự tức là lộ trình. À, vậy thì đáp án sẽ là cái núi này có rất là, có rất là nhiều lộ trình leo núi. Đáp án chúng ta đang số 1. Và chính xác hơn, rất là nhiều fukusu desu ne. Fukusu, rất là nhiều lộ trình leo núi. Đấy. Đô độ là con đường, hình như là tiếng gì ạ? Skin road à? Skin road đấy, ngày xưa có cái game skin road đúng không? Đô độ, từ chữ đấy. Đấy, là con đường. Con đường tơ lụa. Đấy. Passu. Passu thì có nhiều nghĩa, một thứ nhất là vé. À, thứ hai là truyền bóng, passu. Passu, passu. Đấy. Số 3 là vượt qua kỳ thi. Nhá. Đấy. Scan ni passu shita. À, tôi đã vượt qua kỳ thi. Testo ni passu shita. Rồi, tiếp theo. Câu số 30. Ga mada katamatte nai no de chuui shite kudasai. Vẫn là chữ cứng rồi mọi người ơi. Hãy chúng ta cùng nhau. Tăng in cự này chúng ta học rồi này. In cự là mực viết này, đúng không? Hãy penki là sơn này. À, penki là sơn. Hãy có cái từ này nó mới này. Hãy từ này mới này. Còn cái từ này sẽ là đáp án chúng ta. Từ này mang nghĩa là bê tông. Bê tông. Concrete. 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 Bê tông vẫn còn chưa khô. Đúng không? Vẫn còn chưa cứng nên là hãy chú ý như nào. Manicure là sơn móng tay mọi người ạ. À, ở bên trên là sơn nhưng mà manicure là sơn móng tay. Đấy. Câu số 31. Câu số 31 các bạn làm cho thầy nào. Đấy rồi. Đấy. Netteiru aida ni takusan hase o honnyarara no de asa okite kara shower o abita. Đấy, Nguyễn Hà Phương, 3, Ngô Thị Ông Thắm 3, Mi Kem 3, Đỗ Hằng 3. Nhiều bạn chọn 3 này chắc chắn là sẽ là đáp án số 3 rồi. Kai ta các cự là viết. Các cự này cũng có nghĩa là đổ mồ hôi. Các cự cũng có nghĩa là gãi nữa cơ. Đấy. Nên ví dụ như là bị muỗi đốt. Ka ni sasarete kayukute kayukute tamaranai, ngứa không chịu được nên là phải gãi. Cài tạ, đúng không? Hay phui tạ là lau cái gì đó. Hi tạ là kéo, kéo kéo hi tạ, đúng không? Suy tạ là dính ở đâu đó, cái gì dính ở đâu đó. Hay là đến nơi nào đó, đúng không? Hay hay anata no ie ni tsuita yo. Toát mồ hôi à, không kêu thì chưa dịch đúng không? Hay bị toát mồ hôi bởi vì toát mồ hôi, rất nhiều mồ hôi trong lúc đang ngủ nên là sáng sau khi tỉnh giấc thì tối tắm. Ok. Câu số 32. Watashi wa yoku ane no yaru koto o nani nani shite imashita. Các bạn đã chọn số 4 rồi, vậy thì đáp án sẽ là số 4 rồi đúng không? Maneru. Maneru có nghĩa là bắt chước. Tôi đã bắt chước, đúng không? À, tôi thường hay bắt chước những việc làm của chị gái tôi. C là tại cái gì đó, tại ai đúng không? Anata no se tại mày đấy. Mashi tức là còn hơn cái gì đó, đừng thường đừng cuối câu. Mashi da tức là mashi da, thấy chưa? Yori mashi da, yori mashi da, cái gì đó còn hơn, đúng không? Đấy, đấy. Furi, furi o suru, furi o suru, thấy chưa? Giả vờ cái gì đó, ví dụ giả vờ không nghe thấy, kikanai, furi o suru, kikanai, furi o suru. Hay là giả vờ đang ngủ chẳng hạn, neteiru, furi o suru, nhá. À, số 4 nha. Nào, câu số 33 nào. Ok, nào. Tanaka-san ga kono shigoto o kurete hontou ni tasukatta. Câu này hơi khó này. Nhiều từ như này. Nãy chưa? À. Hiki ukeru này, hiki watasu này, hiki ireru này, hiki komu này. Hạ kỳ duyên, đáp án số 1. Hiki ukeru, đúng rồi. Trong từ vựng các bạn đã học rồi, đúng không? Hiki, à, hi chứ. Hiki ukeru, tiếp nhận, đúng không? Hontou ni tasukatta, thật sự rất là may mắn bởi vì là anh Tanaka đã tiếp nhận công việc này cho tôi,
Kurete mà cho tôi nhá. Hay chúng ta sẽ có từ hikiwatasu, tức là nhượng lại, à không phải nhượng lại, hikiwatasu chúng ta có thể dịch là chuyển giao, chuyển giao. Được chưa? Hay hikireru tức là bỏ vào, và hikikomu tức là bị cuốn vào cái gì đó. Rồi, chuyển sang câu số 34 nha mọi người nhá. Đấy, câu số 33 rồi, 34 rồi. Câu số 34 nào. Đúng các bạn đọc chữ này đấy. Đấy. Này, chữ này hình như vẫn đã xuất hiện rồi. Ima asa. Đấy, không phải ima asa đâu mà là kesa. Đúng không? Kesa là sáng nay nhờ. Ừ, sáng nay. Sáng nay này. Cái gì đây? Quả chủ ngữ là gì ơi? Đứng trước gá chúng ta dịch ký tăng ngày. Quả táo mà tôi đã mua sáng nay nó thế nào nhỉ? Itande được, nó bị đau à? Hay là otote được, otoru, động từ này là otoru này. Đây là itamu này. Đấy, chưa? À, takubireru này, takubireru này. Areru này, areru này. Được chưa nào? Areru. Bị hỏng thối đau số 1. Câu này có trong phần từ vựng, chính xác rồi. Câu này quả táo mà tôi đã mua thì nó bị hỏng, bị thối. Đúng không? Itande ta. Được chưa nào? Đấy. Otoru là kém hơn, kém hơn. À, chẳng hạn như là speedo đều ạ. Ototte deru ga. Đúng không? Speedo tức là về tốc độ, ví dụ đang chơi game chẳng hạn, về tốc độ thì tôi thua nó đấy, nhưng mà về độ chính xác thì tôi thắng. Sekakusa ga de sekakusa deru ạ. Katta. Đấy. Đúng không? Về tốc độ thì là gì nhỉ? Speedo đều ạ. Ototte deru ga. Đúng không? Các bạn hiểu không? Ô tô được là kém hơn nhá. Còn takubireru tức là mệt, mệt lử, mệt mỏi lắm rồi. Được chưa? Mệt lử rồi. Đấy, areru. Areru tức là ví dụ như là biển động này, hay là da sần thô ráp thì dùng từ này nhá. Đấy, areru. Rồi, tiếp theo câu số 35 đấy mọi người. Câu số 35. Nettai no dōbutsu wa atatakaku shimetta kankyō o. Chủ ngữ là cái động vật nhiệt đới này, đúng không nào? Nó thế nào? Đây là môi trường mà ẩm ướt và ấm áp. Động từ như nhớ nhỉ? Shimeru. À shime chứ mà shinu hay nhỉ? Shime nhá. Me cái shime shimetta được chưa? Hỏi shimetta càng kiểu nào, con này các bạn chọn với đây 1111111 ai là phương án 1, vậy thì đa số 1 thích thôi đúng không? Nhưng mà đọc là gì đấy? Ski à? Chữ này đọc là sumu à? Không phải, chúng ta sẽ đọc là konomu. Cách đọc đặc biệt nhá. Sơ cấp chúng ta học cái chữ Hán này đọc là ski, nhưng mà lên đến N2 rồi phải biết cách đọc mới của nó là konomu. Thích cái gì đó dùng trợ từ ố. Dạ. Thích môi trường ẩm ướt và ấm áp. Tanoshimu là vui vẻ, gọi là háo hức chờ đợi cái gì đó. Tanoshimi ni shite masu là tanoshinde iru toka. Dạ. Mikomu dự đoán cái gì đó. Được chưa? Dự đoán tăng giá chẳng hạn. Neagari o mikonde. Mikonde. Đó. Dự đoán tăng giá nên là tôi đã nhập hàng rất là nhiều. Taeryou ni shireru. Shireta. Shireru tức là nhập hàng. Số lượng lớn sẽ là taeryou ni shireru. Nhá. Dự đoán tăng giá. Hay kizamu. Đúng không? Kizamu. Thái cắt cái gì đó. Nghĩa thứ hai là khắc vào đâu đó, mà không chạm khắc vào, được chưa nào? Rồi, câu số 36 nha. Câu số 36. Nihonjin sengo heiwa no taisetsusa o kokoro ni. Nào, đọc chữ Hán nào. Egaita musunda kizanda. Chữ vừa nãy. Kizuita. Xem các bạn chọn án số mấy đây.
Nào, chúng ta sẽ chọn đáp án số 22222. Đáp án sẽ là số 2. Dạ, số 2 sẽ là Kizanda. Kizanda. Khắc vào trong tim, đúng không? Sự quan trọng của hòa bình. Thấy chưa? Sen gộ là sau chiến tranh ấy. Người Nhật sau chiến tranh thì họ đã gọi là khắc dấu vào trong tim, đúng không? Cái sự quan trọng của hòa bình. Rồi, con số 37. Con số 37 nha. Kesa, ekimae de atarashii restoran no chirashi o nani-nani shite ita. Được chưa? Buổi sáng ngay, đúng không? Tôi đã làm gì? Cái chirashi tức là cái giấy, lấy gì nhỉ? Phát tờ rơi, quên mất. Phát tờ rơi. Tờ rơi của cái nhà hàng mới này. Nhà hàng mới này muốn quảng cáo, đúng không? Chúng tôi mới mở cửa hàng này nên là cần phải phát tờ rơi. Nên là sáng nay tôi đã phát tờ rơi cho cái cửa hàng mới ở trước cửa nhà ga. Bốn phân phát. Rồi, số 4 là chúng ta đấy, là phân phát. Được chưa nào? Đấy, phân phát. Còn chữ 2 bưng là phân bố. Phân bố. Đấy. 2 bốc cự là thua. Dạ, thua. 2 bốc cự là thua. Đấy. Còn 2 vị tức là chuẩn bị cái gì đó. Ví dụ như là sư đựng, ví dụ chuẩn bị máy móc chẳng hạn. Kì cài ô 2 vị sư đựng. Kì cài ô 2 vị sư đựng. Nga. Ni ban da to omoimasu. Đáp án sẽ là 4 ban desu. 4 ban, 4 ban, 4 ban. 4 ban rồi. Đấy. Tiếp theo con số 38, con số 38. Người con số 38 rồi. Nốt 38, 39, 40. Con số 38 này dễ này mọi người này. Kyone no GLPTN ni wa fugokaku datta ga kotoshi shiken juken shite gokaku surukoto ga dekita. Đây là juken, juken tức là tham gia thi, được chưa? Kỳ thi GLPT là 2 năm ngoái thì tôi đã trượt. Vậy thì năm nay tôi tham gia thi và đã đỗ, được chưa? Tham gia thi gì? Câu số 1, nông định. Đúng rồi, câu này chỉ có futatabi, lại một lần nữa, đúng không? Năm nay thì thi lại và đã đỗ, đúng không? Futatabi. Nobi tức là kéo dài ra, đúng không? Nobi nữa, đúng không? Hokorobi là danh từ, nó là vết nứt hay là sự rạn nứt gì đó, vết nứt hay sự rạn nứt. Shinobi tức là rón rén nhẹ nhàng, shinobi ashi. Shinobi ashi de heo heya ni haitta, tức là tôi rón rén vào phòng, thấy chưa nào? Rón rén tức là kiểu bước chân chứ nó rất là nhẹ nhàng á. Được chưa? Rón rén vào phòng. Hay. Nào, câu số 39. Câu số 39 mọi người ơi. Ê, nhìn qua chọn được đáp án không? Kai mono shi ni kite mo saifu watsurete kuru koto ga. Tha ma tha ma, ma chi ma chi, ba la ba la, si ba si ba. Bảo Long chọn 4 là thi thoảng, 1 đúng không? 1 là thi thoảng à? Tamatama là ngẫu nhiên, tình cờ ngẫu nhiên. Tamatama nhé. Machi machi là khác nhau. Hitobito no iken ga machi machi là ý kiến của mọi người thì khác nhau, được chưa? Bara bara tức là rời rạc, không đồng nhất, được chưa? Rời rạc, ý kiến không đồng nhất chẳng hạn, đúng không? Iken ga bara bara da, được chưa? Hay là độ to nhỏ khác nhau. Okisa ga bara bara da, đúng không? Hay là shiba shiba là thi thoảng, được chưa? Vậy thì đáp án sẽ là shiba shiba, đúng không? Hay thi thoảng, gọi là gì nhỉ? Thi thoảng thì cũng sẽ là gì nhỉ? Quên, thường hay quên. Kai mono shi ni kite mo saifu wasurete kuru koto ga shiba shiba da. Cho dù có đi mua sắm đi chăng nữa thì thi thoảng tôi vẫn cứ quên ví, được chưa? Đấy, cuối cùng. Rồi, đã đến câu cuối cùng rồi mọi người ơi. Nào, mayotta sue,
Một mẫu ngữ pháp là sau khi làm gì đó, sau khi sao đó thì sẽ dẫn đến một cái kết quả. Được chưa? Đấy. Nhân đương, thương, huy anh, tất cả bạn chọn một. Vậy đáp án chắc sẽ là một. Vô giác cự là cuối cùng. Đúng không? Vô giác cự cuối cùng. Từ này thường hay dùng trong văn viết. Đúng không? Đấy. Cuối cùng. Đúng không? Sau khi bị lạc. Lạc đường á. Mà dốt tạ. Thì tôi đã tới được. Đúng không? Đấy. Nhà của bạn tôi. Được chưa? Đấy. Cái từ này là cái gì nhỉ? À, rồi. Matata cự. Matata kumani là trong chớp mắt, trong chớp mắt, chỉ biết là nó nhanh 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 chớp mắt thì không nghĩ đến, dạ. Ví dụ thai phu ga matata kumani tori sugita trôi quá trong chớp mắt. Tiếp theo đó là jikani bằng mẹ trực tiếp ni, ví dụ là hỏi trực tiếp thầy giáo chẳng hạn. Sensei ni jikan ni chumon wo suru. Tsuneri bằng với lại là itsumo. Lúc nào cũng. Chúng ta có câu số 41. Chuỗi này mình đã chữa được đến hôm nay buổi thứ 3 đúng không? Musuko ga manga bakari yonde iru node toto manga o tori... Thế câu này các bạn sẽ điền gì bây giờ ạ? Rồi. Chúng ta sẽ điền gì? Một là tori kaeta hay là tori ageta, tori keshita hay là tori dashita? Các bạn chọn đáp án mấy cho cô nào? Mình có hiểu cái câu này không ạ? Có hiểu câu này không? Vế đầu tiên sẽ là gì đây? Vì thằng con trai của tôi nó chỉ gọi là gì nhỉ? Chỉ đọc là gì đây? Chỉ toàn là đọc manga ấy, truyện tranh ấy. Thế nên là cuối cùng thì tôi đã thế nào cái cuốn manga đấy, cái cuốn truyện tranh đấy à mọi người? Tôi đã thế nào ạ? Đúng rồi, câu này chúng ta sẽ có Thori ageta. Nghe lạ tai không mọi người? Thori ageta nghe lạ tai không ạ? Chúng ta sẽ có cái từ Thori ageru này mang ý nghĩa là gì mọi người biết không? Là tịch thu nhé mọi người nhé. Lấy đi, tịch thu. Thì mình sẽ ví dụ như là keitai denwa o tori ageta hay là gì nhỉ? Omocha o tori ageta là mình tịch thu điện thoại, tịch thu đồ chơi hay là tịch thu manga, tịch thu truyện tranh. Được không ạ? Thế còn chúng ta sẽ có từ tori kaeru, nghĩa là mình sẽ thay, ví dụ thay pin chẳng hạn, đúng không? Battery o tori kaeru. Ok, thay pin, khi mà nó hết pin thì mình thay pin, hoặc là thay một cái linh kiện gì đó, ví dụ buhin o tori ageru, tori kaeru. Ok. Mình thay một cái linh kiện nào đó nhá. Hay là thori kesu thì các bạn đoán là gì ạ? Đúng rồi, nó nghĩa là xóa đi, hoặc là gì nhỉ? Nó sẽ bằng một cái từ nữa, từ canceru suru nhá. Canceru suru là hủy. Ok chưa ạ? Rồi và tiếp theo chúng ta có từ thori dasu là lấy ra nhá mọi người nhá. Lấy ra. Ví dụ như là mình lấy từ trong túi áo ra cái gì nhỉ? Saifu o thori dasu. Ok. Thế thì đấy, các bạn học một câu thôi nhưng mà các bạn sẽ cùng với cô nhớ thêm bốn từ vựng đi kèm của nó nữa nhá. Thori ageru chỗ này nghĩa là mình tịch thu, ok, thori kaeru đổi một cái linh kiện sản phẩm này, hay là thay pin chẳng hạn. Tiếp này thori kesu nghĩa là xóa, hoặc là bằng với canceru là hủy nhá. Và cuối cùng chúng ta có thori dasu là lấy ra, được không ạ? Lấy ra. Ok mọi người, các bạn đã vào nhập cuộc rồi chưa ạ? Rồi thế thì bây giờ cùng nhau bắt đầu cho cô nhá. N2 nào, câu số 42. Rồi các bạn điền cho cô, chọn cho cô nè. Koronde tatenaku natte ittara tori shito ga tasukete kureta. Rồi, có hai vế đúng không? Rồi, tori kosu hay là tori kiru hay là tori sugiru hay là gì nhỉ? Tori kakaru. Nó sẽ hỏi về ý nghĩa của bốn từ này và đều chia thể quá khứ phải không mọi người? Ok, mà sẽ điền đáp án mấy ạ? Khi mà tôi gì ạ? Khi mà tôi ngã và không thể đứng dậy được thì thế nào đấy mọi người? Thì thế nào ạ? Thì những người thế nào đó đã giúp tôi. Ok, cô dịch ra như vậy để các bạn chọn nghĩa cho cô nhé. À, mọi người, rất là nhiều bạn chọn đáp án. Hoài Trần chọn đáp án số 3 hả? Chi Nguyễn chọn đáp án số 4 này. Những người qua đường. Rồi, đúng ạ, chuẩn luôn. Những người qua đường nha, đúng. Hay, ok, câu này đáp án sẽ là đáp án số 4 nhé mọi người nhé. Tori kakaru. Ok, tori kakaru chỗ này là nói về những cái người mà tình cờ đi ngang qua. Được chưa ạ? Tình cờ đi ngang qua. Ok, chodo soko toru là đúng vào cái lúc đấy thì đi ngang qua nhá, đi qua. Thì mình sẽ hiểu là khi mà tôi bị ngã và gì nhỉ, không thể đứng lên được, thì những cái người mà tình cờ đi ngang qua đúng cái lúc đó thì họ đã cứu tôi, đã giúp tôi. Được chưa ạ? Còn lại chúng ta có từ tori kosu thì nó sẽ có một cái nét nghĩa, đó là bằng với cả tori sugiru là đi vượt quá.
nhá, đi đi vượt quá qua ấy, được chưa nào? Và cái từ todikosu này còn một cái ý nghĩa nữa, đó là các bạn đã nghe bao giờ cái cụm từ là ikari o todikosu chưa nhỉ? Tức là gì nhỉ? Nó mang ý nghĩa là vượt quá một cái cảm xúc gì đó, một cái cảm xúc gì đó nó gì nhỉ? Nó quá mức, thì cái từ ikari o todikosu nghĩa là gì nhỉ? Vô cùng tức giận đấy nhá. Hay thì thêm nói lại với các bạn về hai ý nghĩa của hai cái anh này. Ok, nó đều có một cái nét nghĩa chung, đó là gì nhỉ? Đi quá qua. Ok, còn lại cái từ todikosu nó hay rất là hay kèm một cái cụm từ là ikari o todikosu, nghĩa là vô cùng tức giận đấy nhá. Hay còn chỗ này mình có từ là todikakaru, nghĩa là đi tình cờ đi ngang qua đúng vào cái lúc đấy, thì đây là cái câu này. Còn todikiru thì nó không có cụm từ này mọi người ạ, không có cụm từ này nhá. Hay được chưa ạ? Rồi, các bạn thấy khó không? N2 khó không? Bao nhiêu bạn ở đây chuẩn bị thi N2 ạ? Trong lúc cô hỏi thì các bạn có thể sang tiếp cho cô câu 43 nhá. Ở đây có ai chuẩn bị thi N2 không? Rồi. Hãy nhìn tiếp cho cô câu 43 nào. Ashita no asa 9 giờ kara tantousha to no chấm thế nào đó. Awase ga aru. Rồi, awase ga aru. Thì câu này mình sẽ hiểu là gì ạ? Từ 9 giờ sáng ngày mai thì sẽ có một cái gì đó. Với ai ạ? Với người phụ trách. Với tantousha là với người phụ trách nhá. Thực ra trong câu 43 này cô thấy là đều là những cái từ mà các bạn đã gặp, cô nghĩ là các bạn đã từng gặp rồi nhá. Nếu mà tầm N2 đúng không? Hẳn là các bạn đã gặp thôi awase rồi đúng không? Rồi là uchi awase, biết đâu cũng gặp rồi đúng không? Rồi kumi awase, cũng quen tai nhỉ. Và tsume tsume chân này, tsume awase nhá, tsume awase. Vậy thì bốn cái từ này nghĩa là gì nhỉ? Rồi, từ 9 giờ sáng ngày mai thì tôi sẽ có cái gì đó với người phụ trách nhá. Nghe là với người phụ trách. Thế thì rất là nhiều bạn chọn đáp án 1 nha. Tất cả các bạn đều chọn thôi awase. Bởi vì sao? Bởi vì nghe quen tai quá đúng không? Câu này của chúng ta không phải là thôi awase đâu mọi người ơi. Đó là uchi awase nha. Uchi awase. Uchi awase nó sẽ bằng với ý nghĩa của cái từ là từ mendan mọi người nhá. Mendan là mình gặp mặt để mình trao đổi. Ok, mình gặp mặt để mình trao đổi ai với ai đó nhá, gặp mặt để trao đổi, để bàn bạc này, được chưa ạ? Thế còn cái cụm từ là thôi awase, các bạn hay nghe nhiều đi là thôi awase no bango ne, tức là số điện thoại mà để giúp các bạn liên hệ để tư vấn giải đáp thắc mắc á. Thì cái cụm từ thôi awase nó sẽ bằng với ý nghĩa là mình liên hệ, mình tư vấn để và hay là giải đáp thắc mắc nhá. Hay thế nên là trong cái câu này mình sẽ ghép cả cụm từ này tanto shato no chấm chấm thế nào đó, thì mình sẽ dùng là tanto shato no uchi awase, là mình với một cái buổi gặp mặt trao đổi bàn bạc với người này nhá. Thế còn toi awase thì chỉ mang ý nghĩa là liên hệ giải đáp thắc mắc thôi, đúng không ạ? Ok chưa ạ mọi người? Rồi, thế còn cái từ kumi awase là mình phối hợp. Phối hợp ví dụ như là mình có một cái bó hoa, mình phối hợp với nhiều loại hoa khác nhau để tạo thành một bó hoa đúng không? Hay là phối một cái áo với một cái quần nào đó, được chưa nào? Thì chúng ta có cái từ đấy là từ kumi awase nhá. Còn từ tsume awase, được chưa nào? Tsume awase là mình cho rất là nhiều những cái đồ vào trong một cái đồ đựng nào đấy nhá, thì mình sẽ hiểu là mình đóng gói, đóng hộp một cái sản phẩm nào đó, một cái đồ gì đó, được chưa nào? Thì đó là cái từ tsume awase nhá. Hay được chưa? Các bạn có nghe rõ cô giảng không? Có nghe rõ cô giảng không? Thỉnh thoảng nó có hơi một tiếng ồn một chút, các bạn nghe rõ không ạ? Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sang câu 44 cho cô nhá. Rồi câu này thì dễ này, câu này thì dễ này, câu này rất là dễ nha các bạn. Và các bạn chọn đáp án cho cô nè, câu này rất là dễ nè. Hay, câu này là cho điểm luôn đấy nhá. Hay, chấm chấm. Jiten dewa ne sanse tomo hantai, hantai tomo ienai. Thế nào? Ở tại cái gì đó thì không thể nói là thế này mà cũng chẳng thể nói là thế này. Rồi, vậy thì chúng ta có 4 từ. Cái từ nào thì nó sẽ mang nghĩa hợp lý bây giờ mọi người? Từ nào ạ? Rồi, từ nào bây giờ? Ở tại thời điểm hiện tại thì không thể nói là tán thành mà cũng không thể nói là gì đây nhở? Phản đối đúng không? Thế thì câu này chúng ta sẽ có đáp án số mấy ạ mọi người? Cái nào nó sẽ mang ý nghĩa là thời điểm hiện tại nhỉ mọi người nhỉ? Chúng ta sẽ không có cái từ là thô di tên đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ có cái từ thô này, nó mang ý nghĩa là đương đúng không? Đương là nó sẽ hay một cái từ là, có một cái từ là từ thô di là tại cái thời điểm đó. Thời điểm đó nó có thể là cái thời điểm trong quá khứ hoặc là trong tương lai, miễn là cái thời điểm mà họ đang đề cập đến đấy nhá. Thế thì chúng ta loại đáp án 3 cho cô đi. Thế còn bây giờ tại thời điểm gì ạ? Đúng rồi, tại thời điểm hiện tại nhá. Chúng ta sẽ có từ gen jiten desu ne. Gen jiten là tại thời điểm hiện tại, được chưa nào?
Các bạn sẽ có rất là nhiều từ đi với từ gen, ví dụ như là genkin, gendai, gensho hay là gì nhỉ? Genjitsu rồi đúng không? Thì các bạn nhớ thêm cho các một cái từ là từ genjiten là tại, thời điểm hiện tại nhá. Chứ còn thu chúng ta sẽ có từ thoji. Ok, các bạn đi thêm với từ thoji cho cô. Thì mình sẽ có từ thoji là vào cái thời điểm đó nhá, vào cái thời điểm đó. Ok. Còn chúng ta sẽ không có từ gì nhỉ? Konjiten đó mọi người ạ. Ví dụ kon thì các bạn sẽ có thế kỷ này chẳng hạn. Konseki là thế kỷ này nhá, nó sẽ đi với từ kon này, konseki. Còn do thì sẽ không đi với dojiten đâu. Ví dụ các bạn sẽ có từ ví dụ là dosedai nhé. Dosedai là cùng thế hệ đúng không? Dosedai nhé. Ví dụ dosedai sẽ là cùng thế hệ nhá. Hay. Ok chưa? Rồi, như vậy câu này đáp án chính xác là đáp án số 1 nha mọi người nhá. Được nhé. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 45 nào. 45. Đấy, 45 thì mình sẽ chọn đáp án số mấy bây giờ? 45. Câu này cũng sẽ là một cái câu mà cô nghĩ là khả năng cao là các bạn đã từng gặp ở đâu đó trong những cái đề luyện của N2 và N3 rồi nha. Kekkon aite ni chớm shuniu o motomeru josei ga oi. Rồi. Kekkon aite ni nani nani shuniu o motomeru josei ga oi. Câu này mình sẽ điền là gì bây giờ? Có rất là nhiều người phụ nữ làm sao ạ? Nhiều người phụ nữ thì họ đòi hỏi, họ yêu cầu cái thu nhập thế nào đó ở ai ạ? Ở cái người mà mình sẽ lấy làm chồng đúng không? Cái cô này tên là cái đối tượng kết hôn nhá. Vậy thì câu này nói chung là liên quan về đến tiền thì cô thấy là các bạn chọn nhanh lắm nha. Liên quan đến tiền là nhanh lắm nha. Đấy. Những người phụ nữ mà gì nhỉ? Mà đòi hỏi, mà yêu cầu cái gì ạ? Thu nhập cao, đúng rồi. Thu nhập cao chúng ta sẽ có từ gì ạ? Câu này hình như tất cả đều làm đúng hết này. Thu nhập cao là gì ạ? Chúng ta có từ thu nhập cao sẽ là cô siêu niu nhá. Cô siêu niu sẽ là thu nhập cao. Hay các bạn có từ gì nhỉ? Ví dụ như là cô đê ca. Các bạn có nhớ từ cô đê ca. Các bạn biết từ này từ gì không ạ? Cô đê ca sa cải là cái xã hội gì nhỉ? Cô đê ca là xã hội mà già hóa đúng không? Già hóa dân số nhá. Thì cái từ cô này nhớ cho cô từ ví dụ như cô đê ca hay là cô siêu niu. Ý được nhé. Thế còn từ này là từ đa đúng không ạ? Đa thì mình có từ gì nhỉ? Các bạn có từ đa gì nhỉ? Có một cái từ gọi là từ phòng đa năng, mà phòng gọi là phòng sử dụng với nhiều chức năng ấy, thì chúng ta có từ gì ạ? Đấy, tamokuteki shitsu. Ok, tamokuteki shitsu là cái phòng mà là phòng đa năng chẳng hạn, thì mình có từ tha như vậy nhá. Đấy, tiếp theo cái từ này là từ tăng. Cái từ này mang ý nghĩa là tăng, ví dụ như là tỷ lệ gia tăng sẽ là zokaditsu nhá, zokaditsu. Hay là cái từ rio, rio này ví dụ như là rio shin là tốt đúng không nào? Thì nó sẽ có một vài những cái từ như vậy. Thì những cái từ này nó sẽ không đi với siêu new như vậy. Chúng ta có từ cô siêu new là tiền gì nhỉ? Tiền lương cao nhá, lương cao. Ok không ạ? Tiếp tục cho cô câu 46 nhá. Tenkou nado niyotte mokuteki chomechom ni tochakku suru jikan ga okureru baai mo aru. Rồi, câu này nghĩa là gì ạ? Tùy vào cái này mà cũng sẽ có những trường hợp thế này. Ok? Thế thì mình sẽ chọn đáp án số mấy cho cô nào? Rồi. Nào, mục tiêu kỵ là mục tiêu, mục đích đúng không nào? Thế thì bây giờ tùy vào thời tiết mà cũng sẽ có những cái trường hợp là thời gian đến cái gì đó nó sẽ bị trễ nhỉ? Thời gian đến đâu à mọi người? Ok, mục tiêu kỵ chi. Đáp án số 2 ạ. Nhớ, nhớ cho cô cụm từ này. Mục tiêu kỵ chi là nói về cái đích đến, là cái địa điểm mà chúng ta đang cần đến nhá, là nơi mà các bạn cần đến. Ok. Thế còn cái từ sở này chúng ta có từ sho chẳng hạn đúng không? Sở thì ví dụ như là có từ jimusho. Đơn giản nhất nó đứng ở đuôi sẽ là jimusho. Hay là trong một cái từ khác nó sẽ bị biến âm một chút. Ví dụ như là kenkyujo là cái phòng nghiên cứu chẳng hạn. Nhá, phòng nghiên cứu thì chúng ta sẽ biến âm một chút. Được chưa? Tiếp tục cái từ này nếu mà nói về địa điểm, nơi trốn thì chúng ta có một cái từ. Ví dụ như là rất quen thuộc với các bạn bên Nhật này. Chiusajo. Dễ không ạ? Chiusajo là gì ạ? Là cái bãi đậu xe đấy. Đúng không? Còn từ gian này thì nó sẽ không có cái từ mà để chỉ gọi là địa điểm khi mà nó đứng ở dưới cuối cùng đâu. Nhá, ví dụ như chúng ta có từ ngay đi từ jikan desu ne, jikan thai là khung thời gian nhá. Jikan thai là khung thời gian. Tiếp tục nhìn tiếp cho cô sang câu 47 nhá. Seta o sentaku shitara chomchom shimatte kirare naku natta. Rồi, kirare naku natta. Câu này nghĩa gì đây? Seta không phải senta nhá mọi người nhá. Seta o sentaku shitara. Ok. Khi mà mình giặt cái gì đó thì thế nào đó, thế nên là nó thế này. Được chưa nào? Rồi, đây cũng là một cái từ rất là hay này. Ok.
khi mà mình giặt áo len ấy, thì làm sao ạ? Thì nó thế nào đó, thế nên là không thể mặc được nữa. Khi mà mình giặt áo len thì nó làm sao ạ? Rồi, khi mà mình giặt áo len thì nó, đúng rồi, chúng ta có một cái từ là từ. Đâu giờ mấy nào mọi người? Đâu giờ mấy nào? Đúng rồi, chúng ta có một từ là từ chijimu nhá. Chijimu là co lại. Áo len khi mà giặt nó sẽ bị co lại đúng không? Khi mà tôi giặt cái áo len thế nên là nó bị co lại và nó không thể mặc được nữa nhá, không thể mặc được nữa. Thế bây giờ cô đố các bạn ba bốn từ này trong đều từ rất là hay. Từ kosuru nghĩa là gì mọi người? Kosuru. Đấy, kosuru là gì đây? Meo kosuru là gì ạ? Meo kosuru là gì đây? Là chúng ta gì ạ? Dụi mắt nhá mọi người nhá. Meo kosuru là dụi mắt. Và ngoài ra nó còn mang ý nghĩa là mình cọ sát, đúng không? Cọ sát, ví dụ như là mình cọ sát cái gì nhỉ? Ví dụ brushi de kosuru desu ne, mình là mình chùi, mình cọ sát bằng cái bàn chải nhá, bàn chải. Đấy. Rồi, tiếp theo cái từ tamaru. Nghĩa gì đây nhỉ? Mo saikin hontoni isogashiku te. Làm sao ạ? Stress ga tamatte shimatta. Hay là tsukare ga tamatte shimatta. Là gì ạ mọi người? Ok, là gì ạ? Dạo này đúng không? Bận quá thế nên là gì nhỉ? Stress ga tamaru. Tsukare ga tamaru. Hay là bình thường mình có hokori ga tamaru. Là gì ạ? Đúng rồi, là tích tụ lại. Stress bị tích tụ lại đúng không? Thì tức là mình bị stress này, mình bị mệt này. Tsukare ga tamaru desu ne. Hay là trong phòng thì tích đầy bụi sẽ là hokori ga. Ê, chotto matte. Hokori ga tamaru. Ii desu ne. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp tục chúng ta có từ shiboru. Mà các bạn biết từ shiboru không ạ? Shiboru là gì nhỉ? Ví dụ nha, zoukin no shiboru. Hay là atama o shiboru. Nghe từ này nghĩa gì đấy ạ? Shiboru là mình bắt nhá, mình bắt khăn. Hoặc là nếu mà nói về trí óc hay là đầu óc ấy, atama o shiboru hay chie o shiboru nghĩa là bắt óc suy nghĩ hay tập trung trí óc nhá, tập trung trí óc. Được chưa mọi người? Ok chưa? Đấy, thế là mấy cái từ này rất là hay, các bạn nhớ cho cô nhá. Tiếp tục chúng ta có câu số 48 nào. 48. Gogatsu ni wa, gogatsu ni wa chờ chấm kaze ga fuku. Ok. Vào tháng 5 thì gió gì nó thổi nhỉ mọi người nhỉ? Gió mijime na hay là gió hogaraka na hay là gió ozappa na hay là gió sawayaka na? Các bạn cho đáp án số mấy? Tháng 5 thì những cơn gió. Cơn gió gì ạ? Đúng rồi, những cơn gió dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng, những cơn gió sảng khoái nhá. Thì chúng ta có từ là sawayaka. Ii desu ne. Sawayaka là những cái cơn gió nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Thế ngoài cái từ sawayaka na kaze thì chúng ta sẽ có từ những cái từ ví dụ như là sawayaka na kaori. Thì bạn sẽ dịch là gì ạ? Sawayaka na kaori là những cái mùi hương nó dễ chịu, nó sảng khoái nhá. Hay là gì đấy nhỉ? Sawayaka na koe là gì nhỉ? Cái giọng nói rất là gì đấy nhỉ? Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Tiếp tục, bây giờ cô hỏi nhá. Mijime na. Các bạn biết từ này từ gì không ạ? Rồi, mijime na. Hay. Bỏ chữ mê ra ngoài cho cô nhá. Mijime na. Thì mình sẽ có cái cụm từ là mijime na, ví dụ như là kurashi đi nhá. Là một cái cuộc sống làm sao mọi người? Cuộc sống gì ạ? Khốn khổ, cuộc sống rất là đáng thương nhá. Mijime na kurashi. Rồi, hay là hogaraka na. Hogaraka na thì nghĩa là gì mọi người? Là ví dụ nhá, hogaraka na seikaku. Ok, hay là hogaraka ni hanasu thì nó sẽ mang ý nghĩa gì mọi người? Là sáng sủa, là rạng rỡ, là tươi vui. Hay là ozappa desu ne. Ozappa. Ozappa thì ví dụ như là ozappa na shigoto buri là một cái kiểu làm việc nó rất là gì nhỉ? Hời hợt nhá, cầu thả là qua loa đấy mọi người nhá. Ok, ozappa na shigoto buri chẳng hạn. Ngoài ra nó còn mang cái ý nghĩa nữa, một cái ý nghĩa là khái quát sơ lược, tức là mình không cần đi vào chi tiết. Ví dụ như là ozappa na mitsumori o dasu desu ne, tức là mình đưa ra một cái dự toán mang tính chất là khái quát sơ lược thôi chứ chưa cần đi vào chi tiết. Được chưa ạ? Rồi, thì đó là hai nghĩa của từ ozappa mà cô nghĩ là ở N2 các bạn nên nhớ nhá. Hay, ok chưa? Rồi, cô đi tiếp nhá. Hay. Nào, nani nani yaru to kimeta ra kantan ni akiramete wa ikenai. Rồi, một là ippo, hai là ittan, ba là itso và cuối cùng là ittai. Đấy. Ippo thì nó sẽ có nhiều từ đúng không? Nhưng mà ví dụ cô có thể đưa ra cho các bạn một cái từ là từ ippo. Ippo là nhất báo đi. Có một cái từ là từ ippo nhất báo đi. Ittan so. Hay là isso. Ok. Và ittai.
Ok, mình sẽ có thử từ là ippo chẳng hạn đúng không? Isso desu ne. Itan không có, à không phải không có mà là thường người ta sẽ dùng ở cái thể gọi là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thường dùng ở dạng hiragana đúng không? Còn nếu mà là chữ Hán thì có thể là chữ này các bạn. Lâu không biết chữ Hán không biết có đúng không mọi người. Các bạn check cho cô nha. Bạn nào thấy cô viết sai nhớ nhớ comment nhá để chỉ ra nhá. Ok. Lâu không biết chữ Hán là quên hết mọi người ạ. Đấy thì ví dụ nhá, cái từ ippo này chúng ta sẽ có một cái cụm từ là gì nhỉ? Go ippo itadakeru to saiwai desu. Khi mà các bạn viết mail á mà các bạn muốn nói một câu với đối phương rằng là gì nhỉ? Tôi sẽ rất là biết ơn nếu mà ngài có thể trả lời lại cái bức mail này cho tôi, thì mình sẽ có từ ippo là nhất báo đúng không nè, là gì nhỉ, trả gọi là gì nhỉ, gọi là gì đây, mang dịch là gì bây giờ, nhất báo là một đôi lời thông báo chẳng hạn đó nhá, nói lại nhá, go ippo itadakeru to saiwai desu nhé. Hay thế còn chỗ này mình có từ itan, bình thường mình hay có một từ là itan kikoku suru là tạm thời đúng không mọi người, itan kikoku suru ví dụ như vậy, tạm thời rồi. Tạm thời để như thế đã nhá. Itan kikoku suru. Isso ví dụ như là samusa ga isso hageshiku naru. Samusa ga isso hageshiku naru. Nghĩa là gì nhỉ? Cái cơn lạnh nó trở nên gì nhỉ? Trở nên khắc nghiệt hơn nữa, bằng với sarani là hơn nữa. Được chưa nào? Hay là cái từ itai. Kare wa itai nani o kangaeteru no? Anh ta đang nghĩ gì như vậy đúng không? Rốt cục thì anh ta đang nghĩ gì vậy? Hay là tóm lại thì anh ta đang nghĩ gì vậy, là itai itai koto wa nani, đúng không? Tóm lại rốt cuộc thì cái điều mà cậu muốn nói là gì vậy? Cô Thanh nói như vậy thì các bạn chọn đáp án số mấy ạ? Chả hợp lý tí nào đúng không? Không thấy đáp án nào hợp lý. Nhưng mà câu này đáp án đúng của chúng ta đáp án số 2 mọi người ạ. Các bạn nhớ cho cô một cái cấu trúc ngữ pháp đó là gì nhỉ? Itan chớ chấm tarai ne, một khi mà đã thế nào đó nhá. Itan yaruto kimetara, một khi mà đã quyết định là mình sẽ làm thì sẽ tuyệt đối là không gì nhỉ, bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ok chưa? Hay là itan hajimetara saigo made ganbaranake ikenai. Ok, một khi mà đã bắt đầu thì phải làm đến cuối cùng. Được chưa ạ? Đấy, thì đó là ngữ pháp gọi là câu này với cái từ là từ itan, các bạn nhớ cho cô nhé. Đó là một khi mà đã, đúng không? Một khi thế nào đó. Thế nào đó thì nó hay rất hay đi với kiểu tada đấy. Ok. Đấy, rồi đó là câu 49. Tiếp tục câu 50 của chúng ta nhá. Samuku natte kita node sorosoro chon chon. Ôi câu này dễ nè mọi người ơi. Câu này dễ từ nãy giờ. Thấy nhiều từ quá đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ hỏi về từ katakana nhá. School, studio, stove hay là stage. Và đây bốn từ tiếng Nhật của chúng ta, tiếng Nhật và tiếng Anh đi. School là gì ạ mọi người? Nào. Ok. Studio thì ghép lại nguyên từ đấy nhá. Chúng ta có từ stove, chúng ta có từ gì nhỉ? Stove. Stove đấy đúng không? Và cuối cùng chúng ta có stage. Ok. Cái này đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng này em nhỉ? Từ tiếng Anh nhá mọi người. Đấy. Đấy. Rồi thì câu này là trời đã lạnh rồi thế nên là chúng ta hãy gì nhỉ? Chuẩn bị là gì đây nhỉ? Mang cái gì ạ? Mang cái lò sưởi ra thôi. Thế thì câu này chỉ có một cái từ duy nhất. Ok, đây, sửa này. Stereo hay dio nhá mọi người nhỉ? Di hay đê nhỉ? Quên không nhớ cái từ này trong tiếng Anh đâu mọi người ạ. Ok, thế cái từ này chúng ta sẽ có câu này mang nghĩa là gì đấy nhỉ? Sắp vì lạnh rồi thế nên là hãy lôi gì đấy nhỉ? Lôi cái gì đây? Lôi cái lò sưởi ra nhá, lò sưởi ra. Đấy, như vậy câu này chúng ta sẽ có đáp án số 3 nhá mọi người nhá. Cái stereo này chúng ta cũng không nhớ chính xác tiếng Anh của nó là gì đâu mọi người nhá, nhưng mà stereo này trong tiếng Nhật ấy nó mang nghĩa là nói về dàn âm thanh nổi, ví dụ như là loa hay là những cái đầu đĩa mọi người, loa hay đầu đĩa nhá. Thế còn school thì dễ rồi, là trường học, và chúng ta có stage, nó bằng với từ butai desu ne, là sân khấu á, được chưa ạ? Sân khấu nhá. Hay rồi. Ok chưa ạ? Câu này các bạn bỏ qua cho cô. Câu này đề nó hơi bị củ chuối ấy, đề hơi bị củ chuối nên là chúng ta sẽ bỏ qua câu này cho cô nhá. Rồi sang câu 52 các bạn làm cho cô này. Câu 52 làm luôn nhá. 52 các bạn chọn cho cô đáp án số mấy nào? Shinsaku no eiga mo chō chō imasu ka? Ok. Shinsaku no eiga mo nani nani imasu ka? Thế nào cái gì ạ? Cái bộ phim mới không ạ? Đúng không? Shinsaku no eiga. Thế nào đó cái bộ phim mới không ạ? Rồi, một là moriageru, hai là stayuri, đúng không? Tiếp theo kashidashi và cuối cùng là yobikomu. Ok, yobikomu. Rồi mình sẽ có công đáp án số mấy bây giờ? Moriageru, đố các bạn biết là gì? Thực ra câu này rất là dễ mọi người. Không biết là anh chị có thế nào bộ phim mới không ạ?
Đúng rồi. Ôi trời ơi, sao nhiều bạn lại chọn đáp án số 1 hả? Các bạn chọn đáp án số 1 à? Ừ. Nguyễn Bảo Long, 3 là cho thuê, 4 là gọi tên, 2 là bán xong rồi vứt. Ừ. Rồi. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án mấy? Đấy. Rồi, câu này mình sẽ chọn đáp án là đáp án số 3 nhá. Kashidasu là mình cho thuê cho mượn. Anh chị có cái bộ gọi là cái phim mà mới ấy, thì nó thì anh chị có cho mượn cho thuê không ạ? Được không ạ? Cho mượn cho thuê không ạ? Rồi, thế còn cái câu số 1 của chúng ta ấy, câu số 1 của chúng ta là moriageru là mình mang ý nghĩa là gì nhỉ? Khuấy động bầu không khí lên nhá. Khuấy động bầu không khí lên hay là mình mang ý nghĩa hay là một cái từ mà chúng ta hay dùng là từ quẩy lên đấy mọi người. Quẩy lên đi, đúng không? Moriagete, đúng không nào? Mình quẩy lên đi, nó là thuộc cái dạng là mang ý nghĩa như vậy nhá. Thế còn cái câu số 2 ấy, mọi người, các bạn nhìn cho cô ghép hai từ này. Seru là vứt, còn uru là mình gì ạ? Mình bán. Thế bây giờ vứt xong bán à? Hay bán xong vứt ạ? Ờ, cái từ này nó sẽ mang ý nghĩa là gì nhỉ? Mình bán như vứt đấy mọi người ạ. Ờ, sẽ kiểu là seriyo na shikui hay là gì nhỉ? Yasui nai dang de uru. Mình bán với một cái giá rất là rẻ, như thể là mình vứt đi, như thể mình cho đi ạ. Vậy thì câu này mình sẽ dịch một cái từ đơn giản là gì nhỉ? Bán tống, bán tháo. Theo cái kiểu là bán như thể là vứt đi là cho đi với một cái giá rất là rẻ nhá. Còn cuối cùng chúng ta có từ yobikomu. Cái từ này á, bình thường là gọi, yobimasu là gọi đúng không? Nhưng mà cả một cái cụm từ này thì mình sẽ có những cái cụm từ như là jinzai o yobikomu là hay là okekusan o yobikomu. Nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Thu hút nhá, thu hút khách hàng hay là thu hút nhân tài. Ok, thu hút khách hàng hay thu hút nhân tài nhá. Đấy, thì đó là nghĩa của bốn từ này mọi người nha. Rồi, ok chưa ạ? Tiếp tục chúng ta có câu số 53 đáp án số mấy nhỉ? Chọn cho cô nào. Otto wa gì nhỉ? Itsumo nimotsu o chấm chấm kangaete iru. Otto wa chấm chấm. Hôm nay vừa nãy mình gặp cái câu này, mình quay sang mình bảo ông Dũng nhà mình, câu này đúng là dành cho anh luôn đấy. Otto wa itsumo monogoto o chấm chấm kangaete iru. Chồng tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ mọi thứ một cách rất là gì à mọi người? Rất là gì? Rất là an y nhĩ hay là kidaku nhĩ hay là an shin nhĩ hay là heon nhĩ. Mình sẽ có mình cô giải thích nghĩa cho các bạn trước nhá. Heon là gì nhỉ? Là bình yên yên ổn mà kiểu như là bình yên vô sự không có chuyện gì xảy ra ấy. Thì mình sẽ có cái cụm từ này ví dụ như là heon na mainichi. Mình sống những cái ngày sống ngày tháng mà rất là bình yên yên ổn. An xin thì nó bằng nghĩa là an tâm rồi đúng không? Rồi. Thế còn hai cái từ này, an ý và khi đắc cự thì nó sẽ khác nhau cái gì ạ? An ý nhị nó sẽ bằng với cái ý nghĩa là bất cẩn hay là không cẩn thận. Tức là làm cái gì đó một cách rất là đơn giản, một cách dễ dàng theo cái ý nghĩa là mình bất cẩn, mình không suy nghĩ, suy xét nhiều chiều ấy. Ví dụ như là an ý nhị sono hanashi o shinjite wa ikemasen. Hay là an ý nhị shinjiru là mình suy nghĩ một cách gì đó rất là dễ dàng mà mình quá là kiểu bất cẩn, mình không có suy nghĩ nhiều hướng khác nhau ạ nhá. Đấy, đó thì cái từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Dễ dàng theo cái kiểu là bất cẩn, là không cẩn thận. Ok chưa ạ? Thế còn cái từ này là từ kidaku mang nghĩa là gì nhỉ? Thoải mái, là dễ chịu. Nhưng mà để nói về trong cái ý nghĩa đó là gì ạ? Đó là mình làm hay mình suy nghĩ một cái việc gì đó mà không có quá nhiều lo lắng, với một cái tâm thế rất là thoải mái. Được chưa? Thế thì bây giờ cái câu này các bạn sẽ chọn cho cô đáp án số mấy ạ? Đúng rồi, đáp án số 2 nhá. Monogoto kidaku ni kangai de. Là chuyện gì thì chuyện cũng luôn luôn suy nghĩ mọi thứ cũng rất là một cách rất là gì nhỉ? Đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu chứ không có đăm chiêu lo lắng quá nhiều. Được chưa nào? Kidaku ni kangai de nhá. Như vậy câu này đáp án chính xác đáp án số 2 cho cô nhé mọi người nhá. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 54. Rồi. Đáp xong rồi mọi người ơi. Các bạn có bị nhầm không ạ? Câu này cũng hay này mọi người ơi, câu này cũng hay. Kono terebi ga furui node chon chon dengen ga ochiru. Rồi, một là shudou teki ni hay là eien ni, ba là katte ni và bốn là shudou ni. Ok. Hôm nay thì tim hôm nay. Quên mất, đầu óc đang nghĩ chuyện gì đấy tự nhiên lại nói hôm nay đúng không? Cái gì ạ? TV này vì nó cũ rồi thế nên là cái gì dengen ga ochiru? Thế nên là cái gì ạ mọi người? Cái nguồn điện nó bị rớt ấy thì tức là gì ạ? À? Nguồn điện bị rớt thì tức là gì ạ? À? Đúng rồi, tức là điện TV, tức là nó tự bị tắt ấy mọi người ạ. À? Nhưng nó bị tắt ấy. Đấy. Thế thì các bạn sẽ dùng đáp án số mấy bây giờ? Có bạn Hằng Trần cho đáp án số 4 ạ. Đấy. Bạn Kim Tiến số 3, bạn Vi Đào số 3.
À, rồi, câu này đáp án số mấy ta? Shudo ni. Shudo ni là gì ạ? Tay mà động, thủ động thì là cái gì ạ? Còn đây là shudo teki ni. Shudo này là mang tính chủ đạo mọi người nhá. Ok? Shudo ở trên số 1 là mang tính chủ đạo, được chưa ạ? Số 2 là e ni là một cách vĩnh viễn, là mãi mãi về sau, đúng không? Mãi mãi về sau. Kate ni bình thường chúng ta hay dịch là tự tiện tùy ý, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có từ shudo. Shudo là làm bằng thủ công, làm bằng tay, hay tiếng Việt mình có một cái từ mà dạo này mọi người rất hay, các bạn hay dùng, đó là gì nhỉ? Chạy bằng cơm á, đúng không? Thủ công á, chạy bằng cơm á nhá. Vậy thì câu này mình sẽ dùng một cái từ gì mà sắc thái nghĩa nó phù hợp hơn cả nhỉ mọi người nhỉ? Chúng ta sẽ có từ, đúng rồi, kate ni dengen ga ochiru nhá. Hay TV thì nó cũ rồi, thế nên là thỉnh thoảng là nó tự tắt nguồn điện. Tự nhiên là nó bị tắt nguồn. Đó nhá. Kate ni là tùy tiện, tự ý, bình thường chúng ta hay dùng như vậy đúng không? Thì trong cái câu này mình sẽ dùng một cái nghĩa mà nó gần gần với nó. Là gì nhỉ? Sắc thái nghĩa là gì nhỉ? Nó tắt đi nhá. Hay, ok chưa? Rồi, tiếp tục. Chúng ta sang câu số 55 nhá, 55. Tamani wa chấm chấm restaurant ni ikitai. Rồi. Câu này siêu dễ. Rồi. Cái cụm từ này gặp rất là nhiều. Kogaku, kodo hay là koka, và cuối cùng là kokyu. Hay. Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn là đi đâu ạ? Đi đến những cái nhà hàng mà nó kogaku là cái gọi là một cái khoản tiền đắt đúng không? Giá cao. Nếu mà tính từ bên nào nó dịch như vậy. Kodo, các bạn sẽ gặp một cái từ là kodo na gijutsu. Kỹ thuật cao nhá, kỹ thuật cao. Koka cũng nghĩa là giá cao, giá đắt bằng với nấy đăng ga thakai. Được chưa ạ? Thế thì còn một cái từ kokyu. Ôi giời ơi, là gì ạ? Đúng rồi, là cao cấp, là sang chảnh. Thế nên là trong trường hợp này chúng ta khi mà nói về nhà hàng đúng không? Thỉnh thoảng thì tôi cũng muốn đi đến những cái nhà hàng mà cao cấp, nhà hàng mà sang chảnh, đúng nào? Hay, thế thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án. Rồi, ok, chính xác, đáp án đúng là đáp án số 4 nha. Được chưa ạ? Hay, tiếp tục đi đến 5 câu cuối cùng này, mọi người cố lên nha. Rồi, câu này cũng rất là hay mọi người ơi, câu này cũng rất là hay. Ừ, câu này rất là hay. Nani nani ni Vietnam jin to itemo iroiro na minzok ga aru. Rồi. Là người Việt Nam nhưng mà cũng có rất nhiều dân tộc khác nhau. Hay, thế thì mình sẽ dịch câu này như thế nào ạ? Câu 1 có hai cách đọc, một là ichimoku hoặc là hitome. Ok, câu 2 là hitokuchi. Câu 3 là hitoiki và câu 4 thì mình có thể đọc là hitoe hoặc là ichiju. Được chưa nào? Thì bốn từ này là gì nhỉ? Rồi, bốn từ này cũng rất là hay mọi người ạ. Câu 1. Xem chữ Hán nào. Sao không nhỉ? Đúng từ này không nhỉ? Thực sự các bạn lâu lắm cô không dạy phần từ vựng chữ Hán ấy, nên là các thánh soi check cho cô xem từ này cô biết chữ Hán đúng chưa? Đúng nhỉ? Bộ tâm này. Gọi là nhớ theo niềm tin đấy mọi người. Có một cái từ rất là hay. Đấy, từ này rất là hay. Các thánh soi check của cô xem là cô biết chữ Hán đúng chưa? Thực sự cũng rất là lâu rồi cô không biết chữ Hán đấy mọi người. Nhưng mà chắc là đúng rồi. Bởi vì nhớ thì cô thường hay nhớ theo bộ ấy. Đó. Đố các bạn biết từ này từ gì? Ok. Chúng ta có một từ rất là hay trong cái từ đầu tiên, đó là từ hitomebore nhá. Hitomebore nghĩa là gì ạ? Là tình yêu sét đánh nhá, tình yêu sét đánh. Tức là hitome ở đây là gì nhỉ? Gọi là nhìn qua nhá, nhìn qua là yêu luôn đấy, hitomebore đấy. Ngoài ra nó còn có một cái cách đọc là ichimoku. Được chưa ạ? Ichimoku. Nó sẽ là ichimoku shite, ví dụ như là ichimoku shite jōkyō haku suru, là mình nhìn qua là mình nắm được cái tình hình, đúng không? Mình nắm bắt tình hình nhá. Thế còn từ tiếp theo, từ hitokuchi, ví dụ như là hitokuchi de tabete shimau, là ăn một miếng, đúng không? Ăn thử một miếng, đúng không? Thử một miếng đấy, đúng không? Nhưng mà ngoài ra nó còn một cái từ nữa là hitokuchi desu ne, đi với temo, thì mình sẽ có một cái từ là dù nói là thế nào đó nhưng, được chưa nào? Nó hay đi cả một cụm này nhá. Hitokuchi chấm chấm temo desu ne, dù nói là người Việt Nam thật đấy, thế nhưng mà cũng có rất là nhiều dân tộc khác nhau. Vậy thì chốt lại luôn, câu này đáp án chính xác là đáp án số 2 đúng không ạ? Ok chưa? Đáp án số 2. Thế còn cái từ này chúng ta có từ hitoiki nhá. Hitoiki là một chút nữa, ví dụ mo hitoiki, đúng không nào? Mo hitoiki kana hay là gì nhỉ? Ato hitoiki de dekiagaru.
là gì nhỉ? Thêm một chút nữa là sẽ xong, là sẽ hoàn thành chẳng hạn nhá. Thì mình sẽ có từ là stoiki, được chưa nào? Ato stoiki de dekiagari yo. Ok, hay là kansei da yo, được chưa nào? Và cuối cùng chúng ta có từ là đọc là stoe hoặc là ichiju desu ne. Thì ví dụ như là cái từ này nó sẽ mang nghĩa là một cái lớp, ví dụ một lớp giấy chẳng hạn nhá, một lớp giấy. Ok. Hay là hai cái từ này, các bạn cũng sẽ gặp cái từ này khi mà nói về ichiju mabuta là gì mọi người nhỉ? Là mắt một mí nhá, mắt một mí. Được chưa? Một lớp thôi mà. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 57. Ôi trời ơi, 57 thì dễ nhất quả đất luôn. Cố ý xếp cho các bạn những cái câu cuối cùng dễ để các bạn dễ theo đấy. Rồi, câu cuối cùng nào. À không, câu 57 nào. Nani nani ga tsuzuki keige ga muzukashiku natte kita. Khi cái gì đó, thế nào đó nó cứ diễn ra, nó cứ liên tiếp thì cái tình hình kinh doanh nó trở nên gì nhỉ? Khó khăn hơn. Rồi, mình sẽ có một là shiroji, hai là aoji, ba là akaji và bốn là kuroji. Tình hình kinh doanh nó sẽ khó khăn khi thế nào hả mọi người? Khi nền trắng, khi nền nền xanh, khi nền đỏ hay khi nền đen. Hỏi chỗ này là đất, còn dưới này là chữ đúng không? Khi chữ đỏ hay là chữ đen. Rồi, các bạn chọn đáp án số mấy ạ? Hay. Rồi, báo động thì nó sẽ thường đi với báo động màu gì hả mọi người? Báo động đỏ đúng không? Ok, yeah. Cái từ akaji này có nghĩa là lỗ nhé mọi người nhá. Và ngược lại với nó chúng ta sẽ có từ kuroji là lãi. Được chưa? Rồi, akaji ga tsuzuki desu ne. Khi mà cái tình hình lỗ nó kéo dài thì cái việc kinh doanh nó sẽ trở nên gì nhỉ? Nó đã thôi mọi người nhá. Nó đã trở nên khó khăn. Còn shiroji thì mà hiểu nghĩa là nền trắng, còn aoji là nền xanh thôi, còn kuroji là lãi nhá. Ok, lãi. Lỗ thì phải lỗ đỏ nhỉ chưa? Đỏ. Nhưng mà nhớ lỗ là đi với chữ màu đỏ chứ không phải chữ này nhá, chữ địa nhá. Ok. Tiếp tục chúng ta sang câu 58 nào. Câu này cũng dễ. Câu này thực ra nó hơi bắt bẻ chúng ta về cái cách gọi là từ vựng thôi, có những cái từ nó không có đâu mọi người ạ. Ừ. Câu số 2 và số 3 hay số 4, số 1. Các bạn chọn ra số mấy ạ? Rồi. Ừ. Ví dụ như là từ này mình sẽ có từ gì ạ? Ok. Từ này không có chữ Hán đâu, từ này không có chữ Hán đâu. Từ này có từ gì đây? Các bạn biết từ này không ạ? Ừ. Hay, hitoashi desu ne. Rồi, đầu tiên chúng ta có từ hitode, chữ Hán nhân và chữ thủ này thì nó sẽ mang ý nghĩa là nhân lực nhé. Thì nó hay đi với từ là hitode ga tarinai, hoặc là hitode ga busoku shiteiru. Thế thì câu này mình sẽ chọn đáp án số 1 nhé mọi người nhé. Được chưa ạ? Hitode ga tarinai nhé. Vì không có đủ nhân sự thế nên là hãy giúp tôi đúng không? Giúp tôi một chút. Còn không có từ này. Được chưa ạ? Và ngoài ra chúng ta có từ hitoashi, nó đi theo cái chữ là chữ chân ấy. Thì mình sẽ hiểu là một bước, hitoashi o sokatta là gì nhỉ? Chậm một bước, đúng không nào? Chậm một bước, hitoashi o soi, đúng không nào? Đấy. Rồi. Tiếp tục nốt hai câu cuối để xem hôm nay 20 câu chúng ta làm đúng bao nhiêu câu nhá. Câu số 59 nào. Musuko wa shitsuren shite kara zutto chấm kondeiru. Rồi, bốn từ oi kondeiru hay là gì ạ? Nào xem comment nào. Xin các bạn comment nha. Ok, nani nani kondeiru desu ne. Oi kondeiru, osae kondeiru, ochi kondeiru hay là tobi kondeiru. Rồi. Dạy học này đâm ra lại phải nhớ lại những ngày tháng viết chữ Hán đúng không nào? Oi komu desu ne. Đúng không? Rồi, tiếp chúng ta có từ osaeru. Osaeru là như thế này à? Phải không nhỉ? Osaeru desu ne. Đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có từ gì đấy nhỉ? Từ số 3, từ ochikomu desu ne. Ochikomu, bộ thảo này, nước này. Xong rồi, mỗi rơi xuống đúng không? Và cuối cùng chúng ta có từ tobikomu desu ne. Rồi. Lâu lắm rồi tôi không biết chữ Hán mọi người ơi. Các bạn học đến N2 các bạn biết chữ Hán nhiều không? Mà giáo viên thì vẫn phải nhớ chữ Hán đúng không? Mặc dù hàng ngày chúng ta gọi là chỉ sử dụng gọi là gì nhỉ, toàn máy tính đánh tay nhỉ, nên là không biết chữ Hán. Thực ra lâu lắm không biết chữ Hán rồi mọi người ạ. Ôi cô mự là gì ạ? Ôi cô mự là dồn vào cái thế nào đó, ví dụ một cửa hàng nào đó bây giờ bị dồn vào cái thế là hê tên nhĩ ôi cô mự, là bị dồn vào cái thế là đóng cửa hàng, được chưa ạ? Ô sai cô mự thì cô nhớ là trong những cái dịch corona ấy, nó rất là hay cùng dùng cái từ này, shingata virus no感染拡大を抑え込む là gì ạ?
mình ngăn chặn, mình kiềm chế cái việc là bùng phát dịch nhá. Ok, thì cái từ này là ngăn chặn bùng phát này, à ngăn chặn kiềm chế này. Ok không ạ? Rồi cái từ này là dồn, dồn vào thế gì đó. Thế còn tiếp theo chúng ta có từ otchikomu, rơi xuống. Rơi xuống là gì à mọi người? Rơi xuống bây giờ nó sẽ mang nghĩa là buồn, suy sụp, nó gần bằng với từ là gakkari suru, là thất vọng ấy mọi người. Và cuối cùng chúng ta có từ tobikomu là mình lao vào hay là mình nhảy vào đâu đó, đúng không nào? Vậy thì câu này là gì nhỉ? Thằng con trai tôi kể từ khi nó thất tình thì nó dồn vào thế, thì nó ngăn chặn, hay thì nó buồn suy sụp, hay là thì nó nhạ lao vào. Mà đây bình thường lao vào đầu giường chẳng hạn, đúng không? Thì dùng từ tobikomu chẳng hạn. Nhưng mà đây là buồn suy sụp thôi, thể hiện cái trạng thái của nó, mình sẽ dùng từ gì ạ? Otchikomu cho cô nhá. Đó là buồn suy sụp, được chưa ạ? Thất vọng. Ok, đó là số 3. Giờ em chỉ biết được mấy chữ cơ bản không ạ? Ờ thực ra cũng quên nhiều lắm mọi người ạ. Quên viết đấy, thì biết không ấy là sợ bị nhầm nét đấy. Tiếp câu 60 câu cuối cùng của chúng ta nhá. Điền nốt cho cô nào. Ok, điền nốt cho cô. Rồi. Shinichi do mondai no kaiketsu ni chấm chấm masu. Ok. Dễ rồi. Nốt nào, cuối cùng cho cô nào. Một là ichido này nó mang nghĩa là toàn thể mọi người nhá. Shinichi do. Ok, toàn thể nhân viên thì thế nào đó ạ? Thì ở câu số 1 norikomu là lên xe, đúng không nào? Ví dụ các bạn lên tàu thì các bạn phải lên một cái chuyến tàu rất là đông người, phải densha ni norikomu desu ne. Tiếp theo cái số 2 chúng ta có từ tsutomeru. Tsutomeru nhìn cái chữ này bình thường trong từ gì mọi người nhỉ? Trong từ nỗ lực đúng không? Thế có một cái từ đọc của nó, động từ của nó là gì nhỉ? Tsutomeru nó nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Nghĩa là gì đúng không? Câu số 3 chúng ta có từ seru desu ne, hoặc là một cái từ là từ semaru cũng được. Được chưa nào? Semaru. Thì cái này nó mang nghĩa là ví dụ như là một cái kỳ thi hay là một cái cuộc bầu cử gì đó nó đang đến sát gần nhá, đến sát đến gần, được chưa nào? Và cuối cùng chúng ta có từ hasamu. Hasamu này thì bình thường ví dụ như là cứ chiều hasamu thì đúng không ạ? Đúng, các bạn biết là gì ạ? Cứ chiều hasamu là gì ạ? Mình chõ mồm vào cái việc gì đấy, đúng không? Hay là một cái nghĩa nữa của từ hasamu nghĩa là gì nhỉ? Mình kẹp cái gì đó, ví dụ như là mình kẹp thịt vào giữa cái bánh mì chẳng hạn, thì sẽ có từ hasamu mang nghĩa như vậy nhá. Hay vậy thì trong bốn cái này các bạn sẽ chọn đáp án số mấy đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ có tsutomemasu ne. Tsutomemasu này, cái từ này từ nỗ, đúng không nào? Nỗ trong nỗ lực ấy, thì mình sẽ mang nghĩa là cố gắng nỗ lực làm cái việc gì đó. Thì bây giờ toàn thể nhân viên thì cố gắng nỗ lực vào cái việc đó là giải quyết cái vấn đề nhá. Câu 61 này. Kare wa watashi ga densha ni oki wasureta kasa o motte oi rồi gì nữa? Kite kureta. Nè. Vậy đây là một câu hỏi, các bạn làm đi. Đâu là động từ phức đúng trong trường hợp này? Oi kakeru, oi koshite, oi dashite hay là oi haratte? Nghĩ xem. Anh ấy thì sao ạ? Cầm cái gì? Cầm cái ô như thế nào? Cái mệnh đề bổ nghĩa nói ô như nào? Cái ô mà tôi đã để quên trên tàu điện. Anh ta cầm cái ô mà tôi đã để quên trên tàu điện và đuổi gì đến? À, nó sẽ phải là phần mấy? Nó sẽ là ôi kakeru nè. Oi kakeru là đuổi để kịp ai đó hay là cái xe nào đó, đúng không ạ? Đuổi kịp, đuổi tới là oi kakeru, các bạn nhớ nhé. Còn những thằng còn lại chúng ta cực kỳ phải chú ý này. Oi kosu, cái từ kosu là gì ạ? Cái chữ Việt đấy, vượt qua xe nào đó, chạy qua ai đó, đó. Đuổi vượt qua nhá. Mà rõ ràng câu chuyện này tại sao không phải đuổi vượt qua được? Bởi vì người ta cầm ô mà, mình để quên ô đúng không? Người ta cầm ô mang đến cho mình mà, thì người ta vượt qua mình làm gì, đúng không? Phải đuổi gặp mình, đuổi đến mình để đưa lại cái ô cho mình, đúng không? Oi dasu, đối các bạn biết oi dasu và oi harau nó đều nghĩa là đuổi ra, nhưng nó khác nhau thế nào? Oi harau là xua đuổi tà ma, xua đuổi động vật, xua đuổi mọi thứ không tốt đến với mình. Nhưng oi dasu, cái đa sự là gì? Đẩy ra ngoài, đuổi ai đó ra khỏi đâu đó, đuổi đứa con hư ra khỏi nhà chẳng hạn, hãy đuổi ai đó, đuổi kẻ trộm hay là đuổi người phù sinh sợ, người không biết rõ danh tính ra khỏi công ty chẳng hạn, là oi dasu nhá, đuổi ra khỏi đâu đó. Đó là bốn từ khá là quan trọng liên quan đến cái động từ phức oi này. Oi kakeru, oi kosu, oi dasu và oi harau.
các bạn nhớ nghĩa nhé. Tiếp theo này, câu 61, 62, xin mời. 休日にボランティア活動をすることで少しでも社会バチャンバチャンしたいと考えている。 Thực ra với câu này đúng không ạ? Nào suy nghĩ xong chưa các bạn? 貢献効果工夫还是支障. Thực ra câu này kể cả nhé, chúng ta không hiểu quá hiểu ý nghĩa của bốn từ này, chúng ta vẫn có thể chọn được vì đây là một cái cụm. Đây là cái cụm từ. Đó, cụm từ gì? Cụm từ Shakai Koken. Cống hiến cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng. Đúng không ạ? Cống hiến cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng. Còn, đúng không? Đoạn số 1. Còn Koka là hiệu quả, là tác động, đúng không ạ? Cứ hự, nếu bạn dịch là công phu, nhưng mà ý của nó là gì ạ? Tỉ mẩn hoặc dồn nhiều công sức làm ra một thứ gì đó. Cứ hự, dồn nhiều công sức để làm một thứ gì đó. Shisho là gì ạ? Trở ngại, chướng ngại. Hoặc có một câu hay nói trong giao tiếp là gì ạ? Moshi shisho ga nakereba sore wo zehi oshiete itadakitai desu. Nếu mà không có trở ngại, nếu mà không có cái gì mà bí mật, hay là nếu cái đấy mà anh có thể nói cho tôi, nó không có trở ngại gì, thì anh hãy nói cho tôi với, anh hãy dạy cho tôi với. Shisho ga nakereba, đấy, trở ngại nhá. Rồi, câu 63 nào, xin mời các bạn. Eki kara ushi made no mishi wa nani nani saka ni natte iru. Một câu tính từ đuôi ra cả ya cả này này, kiểu này nhiều bạn hay nhầm lắm ấy. Nào, cái con dốc thế nào nào? Cái quãng đường mà từ ga về nhà tôi ấy, thì nó là cái quãng đường có cái con dốc như thế nào? Udayaka, nadaraka, darashinai hay là kudaranai? Rồi, udayaka thường nó chỉ tính cách con người, tính cách ôn hòa, hiền lành, dịu dàng, dễ chịu, đúng không? Ôn hòa. Thì tính cách con người làm sao vào đây được? Nadaraka là thoai thoải. Có vẻ đúng không? Darashinai là gì ạ? Các bạn nhầm hai từ khá là quan trọng và khá là giống nhau là darashinai và kudaranai không? Darashinai là luộm thuộm, không nề nếp, vứt đồ bừa bãi, chẳng hạn ăn mặc sộc sạch, darashinai. Nhưng kudaranai nó là gì ạ? Vớ vẩn, linh tinh, nói những câu vớ vẩn, nói những câu không có căn cứ, ăn nói linh tinh. Đó là kudaranai nhé. Cho nên hai là đáp án đúng. Và chúng ta tiện học thêm ý nghĩa của ba tính từ này. Hay, con dốc thoai thoải đúng không? Câu 64, xin mời các bạn. 毎日何々風景が今日はなぜか新鮮になっている. Đúng không? Chúng ta thấy cái sự gì ạ? Sự đối lập ở đây. Cái phong cảnh mà hàng ngày như thế nào đó, đúng không? Nhưng hôm nay không hiểu tại sao mà lại trông rất là tươi mới. Tức bình thường nó không tươi mới, nhưng hôm nay nó lại tươi mới. Thì không tươi mới là từ gì? Từ gì đồng nghĩa với không tươi mới? Đúng không? À, nó phải là gì? Minareta. Miru cộng nareru, nhìn quen, đúng không? Nhìn rất quen mắt, nhìn rất đỗi thân thuộc. Thì nó là từ đối nghĩa với từ này, đúng không? Còn mitsumeru là hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau, hoặc mình nhìn chằm chằm cái gì đó. Mitomeru là thừa nhận, đúng không? Còn mitsukeru là tìm thấy, không liên quan. Ok. Nào, mời các bạn làm câu 65. Ano seinen ni wa hajimete atta toki kara inshou o motte imasu. Đây là một câu tiền tố. Nói tiền tố nghe sợ, thực ra nó là những cái từ mà hay dùng. Có một cái từ giống nhau ở đầu tiên. Đúng không? Go inshou, chō inshou, mei inshou, cái gì nhỉ? Đúng rồi, nó là đáp án số mấy? Nào, với cái anh thanh niên kia ấy, thì kể từ lúc ban đầu, ngay lúc đầu tiên tôi gặp anh ấy, thì tôi đã có một ấn tượng như thế nào ạ? Ấn tượng
rất tốt, đúng không ạ? Cô in show nhá, cô in show ấn tượng tốt, các bạn nhìn đây là một cụ luôn đi với nhau, cô in show, nhớ nhá. Và cái từ cô này này thậm chí còn đi với từ gì ạ? Đi với từ xe nên, cô xe nên một anh thanh niên tốt, từ một anh thanh niên trẻ này, vui tính này, tươi mới, đúng không? Cô xe nên cũng nói, mà cô in show cũng nói. Còn cái từ cô này ấy, cao. Ví dụ như là bạn cấp nào có biết là tiền tố cô hay đi với thằng gì không? Ví dụ trong tiếng Nhật thì nó có 3K. Khi con gái lấy chồng thì có tiêu chuẩn 3K. K gì? K chính là K này. Cô nên sự thu nhập hàng năm cao, cô xin chỗ chiều cao cao, và cô cô ga cơ đề kỷ, tức là bằng cấp cao. Đấy. Nó hay đi với những từ như thế. Cái thằng chô này thì nó cũng là một tiền tố nhưng mà rất ít dùng, cho nên nhá, 99% nếu thằng này ra trong đề thi, nó là một đáp án sai. Nó là đáp án sai. Ví dụ, hãy đi với từ chô nô điêu cự, cái năng lực siêu nhiên, nhưng mà từ đấy ít dùng, người ta không, gần như là không, người ta không sẽ không ra những từ như thế. Mê này, thường đi với là mê sắc cự. Đó, những cái gì nổi tiếng, sản phẩm hay là tác phẩm nổi tiếng, đúng không? Mê sắc cự. Rồi, câu số nặng 66, xin mời các bạn. Cô đi xạ, đúng rồi. Đấy, nhiều lắm. Từ đấy thì quá quen thuộc. Kare wa netto de mitsuketa bunshō. Cái gì? Utsushi. Đấy. Chúng ta phải để ý này. Ở đây có hai từ shi. Tức là sao nhỉ? Tức là đây là cả một cái cụm từ gì đó. Shite teishutsu shita sou da. Đó. Cái gì utsushi nhỉ? Cái cụm rất là quen, chỉ đi với từ này thôi. Đó là maru utsushi. Đấy. Copy y nguyên. Copy có một từ nữa là maru dashi. Maru dashi là sâu hoàn toàn, cho hoàn toàn ra. Đấy, maru dashi. Maru utsushi, copy y nguyên. Cái từ maru này, nó không chỉ mỗi cái ý nghĩa là hình tròn thôi nhá, nó còn ý nghĩa là toàn bộ nữa, và hay, rất hay đi những thằng này. Đó. Còn thằng này thì sai, những cái thằng này thì không đi nhiều với tiền tố. Từ sô này, trong sô dai này, nguyên liệu này, hoặc là sư gao, mặt không trang điểm, đúng không? Cái nguyên, đúng không? Nó có nghĩa là nguyên. Nguyên bản, sinh là trong chữ chân, đúng không? Chân thật, sự thật. Cái là nhất, đúng không? Tốt nhất, cao nhất. Rồi, tức là gì ạ? Anh ấy thì copy y nguyên bài văn anh ấy tìm được trên mạng và nộp cho thầy giáo. Ý là như vậy. Đó. Rồi, ok ạ. Câu 67. Horitsu wa jirai ni awasete. Nào. Nhìn thấy horitsu là phải biết chọn luôn. Và xong câu này, mình khẳng định với các bạn không bao giờ nhầm lẫn giữa bốn thằng có từ kai này nữa. Hôm nay mình giải thích cho các bạn cách nhớ và phân biệt rõ ràng cụ thể bốn thằng kai này. Kai zen, kai se, kai ryo và kai zo. Nào. Nào, sao ạ? Kai se, nhìn thấy horitsu phải nghĩ ngay đến kai se. Đúng ạ, quy định, quy tắc, luật lệ là thằng KIC, hay nói cách khác, KIC nó chỉ đi với cả quy định, quy tắc, luật lệ mà thôi. Đó. Pháp luật thì là một thứ luôn luôn được cải, còn này là gì ạ? Sửa đổi đi. Luôn luôn được sửa đổi sao cho phù hợp nhất với thời đại, với thời kỳ. Rồi, các bạn hay gặp nhất trong công ty là gì ạ? Là KIC. Các bạn biết tại sao mà các bạn hay gặp cái từ kaizen này không? Mà không phải là từ kaidio. Đều có ý nghĩa là cải thiện. Đều gì cái tiếng Việt đều là cải thiện. Nhưng mà gặp trong công ty chỉ có gặp thằng này thôi. Không gặp thằng này. Tại sao nhỉ? Vì kaizen ấy, nó là cải thiện quy trình làm việc. Đó. Và các bạn trong công ty thì chỉ có cải thiện quy trình làm việc thôi, đúng không? Còn cái cải thiện này này là cải thiện giống nòi. Ví dụ cải thiện hạt giống, cải thiện cây cối. Hoặc cải thiện cái tính năng của một cái máy móc nhỏ nào đó.
cụ thể nó cái máy móc nào đó, cái hạt, cái cây nào đó, cái gen nào đó. Còn đây là gì? Cải thiện quy trình làm việc, là cái mà các bạn hay gặp nhất trong protein này, nhớ nhá. Và nếu đi thi thì thằng này dễ ra hơn. Kaizo, các bạn nhìn từ này bằng cái từ skuru, đúng không ạ? Cải thiện cái gọi là cái gì nhỉ, cái khung, cái kết cấu của một cỗ máy, của một công trình xây dựng nào đó, hoặc thậm chí là gì ạ, các bạn đi tập gym thì người ta cũng dùng một cái từ dí dỏm là gì ạ, kinniku kaizo, tức là cải thiện toàn bộ cái khung xương, khung thịt ấy. Là đi tập gym chính là kinniku kaizo. Đấy. Thay đổi cái khung, thay đổi cái cơ chế nào đó. Ok chưa? Kaizo. Ok, đó, từ bây giờ sau không bao giờ các bạn nhầm bốn thằng này nữa. Đồng ý không ạ? Rồi, cải tạo nhà, cải tạo cỗ máy, cải tạo kết cấu nhá, nhớ nhá, đây là cải tạo kết cấu của một cái gì đó. Rồi, xin mời các bạn câu 68. Tomodachi no heya no hondana ni wa manga ga narandeiru. À, những cái thằng này khả năng các bạn. Thực ra ấy, các bạn thấy phần này khó không? Khó. Khó. Có một tin buồn và một tin vui cho các bạn. Tin buồn là những thằng này có rất là nhiều mà các bạn học thì không hết được. Và thường các thầy cô ấy cũng sẽ ít dạy cho các bạn. Những tin vui là những thằng này ít ra nhá. Những thằng này sẽ là ít ra trong đề thi, trừ một vài thằng quan trọng, trừ một vài phó từ quan trọng nhá. Không ra nhiều đâu. Rồi, nhìn, và từ này cũng là một từ rất là quen, không phải là từ khó. Nhìn thấy nara bự, sắp xếp thì chọn ngay là gì ạ? Zuratto. Né, zuratto. À, em đóng cửa giúp anh với. Tới. Đó, nhưng mà đừng nhầm với thằng zuratto nhá. Zuratto thường đi với kiểu gầy, thân hình gầy thon, ít dùng, thân hình gầy thon. Buratto tomodachi no ie ni ikimashita. Đấy, tức là đi một cách, đếm một cách rất là không thông báo trước, khiến đối phương giật mình. Đó. Buratto cũng ít dùng. Buratto thì hay dùng. Thằng này là gì ạ? Nó được tách từ trong cái từ là bura, các bạn nhớ không? Nào, bura là cái gì? Bura là đi chơi linh tinh, đi không mục đích, đi ra ngoài đi dạo thôi, không mục đích là bura. Vậy buratto cũng có nghĩa là như thế, đi không mục đích, đi dạo, đi linh tinh, đi dạo, đúng không ạ? Đó. Đó là buratto. Nhớ nhá, nhìn giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau đấy các bạn nhá. Và hai thằng này là hai thằng quan trọng. Đó. Né, zuratto narabu là gì? Là gì các bạn? Là xếp thành một hàng, xếp thành một dải, xếp thành một loạt. Đó, xếp một loạt cái gì đó nhá. Ở trên cái tủ sách trong phòng đứa bạn thì những cuốn truyện manga được xếp một loạt hàng dài, đúng không? Zuratto narabu. Rồi, 69 nào. Chichi wa, comment cho các bạn, đáp án mấy nhỉ? Chichi wa nani ga katai kara imamade no yarikata o kaeyou to shinai. Đó. Đầu cứng, miệng cứng, tóc cứng, hay là cái tính cách nó cứng. Cái gì cứng nhỉ? Atama ga katai. Né. Thực ra nó khá là giống tiếng Việt đấy. Tiếng Việt nó có cái từ gọi là gì ạ? Mềm, tức là mềm dẻo linh hoạt. Mềm dẻo linh hoạt nó có nghĩa là gì ạ? Thích ứng dễ dàng, dễ thay đổi, đúng không? Và ngược lại thì nó có nghĩa là mềm dẻo, đúng không? Thì ngược lại với mềm là cứng. Cứng nó sẽ đại diện cho câu chuyện là gì ạ? Bảo thủ, không chịu thay đổi. Đó, vậy nhớ nhá, mềm dẻo nó là câu chuyện dễ thích ứng, dễ thích nghi, dễ thay đổi. Còn cứng nó sẽ đại diện cho cái gì? Ngược lại, bảo thủ. Và đại diện là cái đầu nhá. Đầu cứng, atama ga katai. Bố tôi thì rất là bảo thủ và không hề có ý định thay đổi cách làm từ trước đến nay. Còn những thằng lại không liên quan. Ok chưa? Đó, xin mời các bạn câu số 70. Đó, hoặc là các bạn dịch thành cứng đầu. Ừ, đúng.
tiếng Việt thế mà, cứng đầu. Nào, đây cũng là một cái cụm như thế nữa. Cái gì rộng? Đấy. Tai rộng, chân rộng, tay rộng hay mặt rộng. Để biết nó là cái gì rộng, đọc cái ở dưới. Và thực ra bạn nào quen cái cụm này không đọc cái dưới cũng biết đúng không? Kể cả đi bộ bình thường ở trong con phố cũng gì ạ? Cũng hay được người ta nói chuyện, bắt chuyện. Thế nó đại diện là câu chuyện gì ạ? Quen biết nhiều nhá. Quen biết nhiều hoặc là nổi tiếng. Vậy nó phải là gì ạ? Kao ga hiroi. Kao ga hiroi là gì? Quen biết nhiều. Mặt nó rất là rộng, rất là to. Thì đứng từ xa cũng nhìn thấy, ý là bản chất hồi xưa nó là như vậy. Mặt rất là to, đứng từ xa vẫn nhìn thấy. Tức là ai ai cũng quen biết, ai cũng biết mặt đấy. Đó. Ghê chưa? Quan hệ rộng đúng không? Câu số 71 nhá. 彼女の場合, 様々な年齢に 人気がある. À, 年齢 thì đi với thằng nào? Nhóm tuổi đúng không? Nhóm tuổi thì là nhóm gì? Hậu tố đúng không? Xong tiền tố rồi đến hậu tố. Trong trường hợp của cô ấy đúng không? Hay nói khác là gì? Đối với cô ấy. Đối với cô ấy thì sao? Thì được rất nhiều lứa tuổi, nhóm tuổi yêu thích. Thế nhóm tuổi là cái gì? Nó phải là nên lê sô đúng không? Nên lê sô, nhóm tuổi. Còn cái thằng này đi vì cái gì, này đi vì cái gì, này đi vì cái gì nào? Mà trả lời đi. Gawa nó thường nói về phía. Khi có hai phía bạn, là bên hoặc là tiếng Việt là bên ấy. Hai bên, ba bên, ví dụ phía công ty, phía người tiêu dùng, phía nhân viên, hoặc phía chính quyền, phía người dân. Seifu gawa, shimin gawa, kaisha gawa. Đó, phía nào đó, bên nào đó nhá. Q này là gì ạ? Cấp, trung cấp của các bạn, sơ cấp của các bạn đấy. Shokyu, chukyu, đúng không ạ? Ha là gì ạ? Phe. Phe này có thể là các phe phái ở trong công ty, phe phái ở trong đảng. Các bạn nào mà học nghe tin chính trị đúng không ạ? Thì Kishida ha, Ishiba ha, Abe ha. Mỗi một ông thủ tướng sẽ có một cái phe, tức là có cái nhóm mà theo mình. À, ha. Phe nổi dậy, phe gì đó đúng không? Rồi, câu số 72 nào. Kai yo nakushite. Là một câu về katakana. Ki yo tsukatta. Nào, cụm này. Nhanh thôi, câu này làm nhanh thôi. Lippa, lippa nó là một từ Long ạ. Đây chúng đang nói về hậu tố. Tức là cái thứ hai này nó kết hợp với cái gì đúng không? Bạn Hina Bảo Quỳnh mạnh dạn chọn 3. Đúng rồi, chính xác rồi. Master key. Đấy, tiếng Anh thôi. Từ master với từ key là cái chìa khóa thôi, có gì đâu. Final, chung kết hoặc là cuối cùng đúng không? Fake, fake là fake. Tiếng Việt là fake đúng không? Là cái hàng giả đúng không? Sắp, sắp là cái phụ. Đó, sắp là cái phụ. Rồi, 73 nào. Nihon no nani nani wa uso ga oi to yawareru. Người ta nói rằng là gì ạ? Cái gì của Nhật Bản có nhiều sự dối trá, có nhiều lời nói dối nào, có nhiều thông tin giả nào. Nó phải là media. Còn nhiều bạn bảo em tưởng mạng xã hội. Mạng xã hội nó phải là cái này. Không, social nó chỉ là xã hội thôi. Còn mạng xã hội nó phải là gì ạ? Social media. Đấy, nó phải là social media thì hai mới đúng. Còn social không thì không đúng. Đó, đó. Ở trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật Bản, mà tiếng Việt cũng hay gọi là media đúng không? Thì hay là báo đài đúng không? Thì có nhiều lời nói dối, nhiều thông tin sai sự thật. Sai biết sự là dịch vụ. Dịch vụ có nói dối liên quan gì đâu. Community là trong cộng đồng, giải cộng đồng Nhật Bản. Không nói đúng không? 74 nào. 何年何を続けたおかげでだいぶ歩けるようになった. Rehabili, rehearsal, circle, anniversary. Nào, thực ra các bạn biết là gì ạ? Cái này sai rồi đúng không? Circle là cái câu lạc bộ. Anniversary từ này gần như là không dùng đâu. Từ này là từ mà kiểu mang tính chất toàn cầu các thứ. Những cái từ không thông dụng liên quan đến katakana này không cho vào đâu. Bây giờ là lý hai bi hay lý hai sa đự, hai từ này hai từ quan trọng và dễ ra.
Tức là các bạn để ý này, các bạn sợ là ơ, em không giỏi tiếng Anh thì em không làm được bài này, phải giỏi tiếng Anh cơ. Hay là người ta hay ra những từ ít dùng, không phải. Những bài này người ta sẽ ra những cái từ rất hay sử dụng trong tiếng Nhật thông thường, mà nó là cái từ katakana. Đó. Ví dụ hai từ này cũng khá là hay dùng này. Từ gì nhỉ? Rehabilitate nhá. Trị liệu vật lý, phục hồi, phục hồi vật lý trị liệu à? À. Ví dụ các bạn bị ngã, các bạn nhập viện đúng không? Nhưng mà chữa xong các bạn không đi được, các bạn phải vật lý trị liệu phục hồi, lúc đấy phải bắt đầu tập đi này. Đấy, gọi là rehabilitate. Còn rehearsal là gì ạ? Tập duyệt lần cuối trước khi biểu diễn hoặc trước khi làm cái gì đấy chính thức, hoặc là phát biểu, hoặc là chúng ta hùng biện tiếng Nhật. Hùng biện tiếng Nhật trước khi nói cái lễ hôm chính thì trước hôm đấy một ngày chúng ta có một ngày gì ạ? Rehearsal, tập duyệt lần cuối. Như thật đúng không? Nhờ việc liên tục vật lý trị liệu thì tôi đã trở nên có thể đi bộ khá khá rồi, đi được khá khá rồi, đúng không? Tiếp theo 75. Yukan ni oshita glass no hahen ga ichimen ni. Nào, ichimen ni cái gì nào? Chính xác. Đáp án số 3 đó. Rất là nhiều bạn comment đúng, bạn Vũ Nhật, bạn Thanh Hồng, bạn Hằng Trần. Đó, há hên là cái gì ạ? Là những mảnh vụn, những cái mảnh vụn của cái đồ gì đó vỡ. Hoặc là kokoro no há hên, từng mảnh tim vụn vỡ. Từng mảnh kính vỡ ở trên sàn, sao ạ? Đã bị tung tóe đúng không? Chirabaru là nó trải tung ra mỗi thứ một chỗ ở trên một cái mặt phẳng rất là rộng. Chirabaru Ichimen là trên cả một cái mặt nào đó. Ngambaru thì là cố gắng, các bạn biết rồi. Ibaru, biết từ này các bạn. Ibaru là tỏ vẻ, đúng không? Ibaru, kiêu căng, tỏ vẻ. Fumbaru là gì? Đứng vững. Đứng vững có thể là nghĩa đen, đứng tấn. Đấy, có thể nghĩa bóng. Đứng vững trước khó khăn, đứng vững trước những hoạn nạn. Phương ba đựng nhé, đứng vững. Ok, 76 nào. Watashi no himitsu ga kaisha ni. Nào. Fueru, kowareru, moreru hay là nureru. Đáp án đúng là gì ạ? Cái bí mật của tôi thì như thế nào về đến công ty? Lộ ra chứ còn sao nữa, đúng không? Chứ không phải là tăng lên đâu. Bí mật của tôi tăng lên với công ty à? Chả ai nói như thế đúng không? Sao lại bí mật của tôi bị hỏng à? Ai nói bí mật bị hỏng không? Nào bây giờ, nướng đế được là gì? Bị ướt. Mô đế được là gì ạ? Bị dột, bị chảy nước. Đấy, nghĩa đen. Nghĩa bóng là gì ạ? Bị lộ ra. Đúng không? Cái việc chảy nước, dột thì cũng từng cái giọt một đúng không? Thì thông tin cũng thế. Lộ ra cũng lộ từng tí, lộ hết. Đấy. Mô đế được nha các bạn nhá. Lộ thông tin. Câu số 77 nào, xin mời các bạn. Nào, câu số 77 nào. Để cho bạn biết những cái từ như kiểu Wari nhí này, Nami nhí này. Thực ra cái câu này ấy, bảo nó là từ vựng thì nó là từ vựng, mà bảo nó là ngữ pháp thì nó là ngữ pháp. Thực ra câu này là ngữ pháp cho nó học chứ. Ngữ pháp. Ngữ pháp gì nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng không thể dịch như thế được. Phụ thuộc xem là chúng cho cái gì vào thì chúng nó dịch khác đúng không? Cho thằng gì vào các bạn? Wari nhí nhá. Wari nhí. Nào, 77. À, đấy. Các bạn đang phân vân giữa Nami nhí và Wari nhí đúng không? Wari nhí, ngữ pháp. Wari nhí là gì? Ngữ pháp Wari là gì? Nếu đằng trước là một vế thì đi trực tiếp với cả Wari nhí. Nếu đằng trước là gì ạ? Danh từ thì đi với no cộng Wari nhí. Nghĩa nó là gì ạ? Thế mà. Dịch sang tiếng Việt nó thế mà. Nhưng nó hàm ý là gì ạ? Bình thường mọi người cứ nghĩ như thế này, nhưng thực tế thì không phải. Nó khác như những gì mọi người hay nghĩ hay tôi hay nghĩ. Ví dụ hay nhất là gì ạ? À, hay dùng nhất là gì ạ? 40歳の割には若いですね. 40 tuổi mà trẻ thế.
Có thể là không trẻ lắm đâu đúng không? Có thể là cũng có nếp nhăn đúng không? Có thể là cũng có cái gì ạ? Cái hô đê sen là cái gì ạ? Rãnh cười đúng không? Nhưng sợ nó trẻ so với gì? Trẻ so với cái 40 tuổi đằng trước ấy. 40 tuổi mà trẻ thế đúng không? 40 sai no wari ni wa wakai wakaku miemasu ne. Đúng không? Đó. Nó không như những gì mình nghĩ đúng không? Tôi đang nghĩ là trận bão lần này đã cực kỳ mạnh, rất mạnh, thế mà cũng không hẳn như vậy đúng không? Có thể cũng mạnh đấy, có thể cũng mạnh đấy, nhưng gì ạ? Không mạnh bằng những gì tôi nghĩ. Bởi vì tôi nghĩ nó rất là mạnh rồi. Yô nhí thì không không. Nôi yô nhí là so sánh rồi đúng không? Cô tổ nhí thì không dùng. Hay có mấy kiểu như yokatta koto nhí, có một việc rất là may mắn là đúng không? Zannen na koto nhí, có một việc rất đáng tiếc đó là thì hay dùng. Và thì thế nami nhí là gì đó các bạn biết? Đi trước nami nhí là một danh từ bằng với ai đó, như ai đó. Watashi nami nhí dekinai desu. Cậu ta không thể làm việc được như tôi. Watashi nami nhí shigoto dekinai desu. Đó, kiểu như vậy nhá. Bằng ai, ngang ai nhá. Từ ngang ai. Narabu mà, xếp thành hàng mà đúng không? Ngang đúng không? Ngang ai nhá. Câu số 78 nào. Uso tsuite ita koto ga barete. Cái này câu này hơi khó một tí. Hơi khó một tí. Nào. Doshiri, ai quên mất. Dokiri, izukiri, shimiri, hatari. Nhưng mà từ này bạn nào mà hay xem YouTube hay xem những cái chương trình của Nhật thì gần như là sẽ có được cái hint để làm đúng. Với những bài này người ta ít ra những từ ít dùng mà người ta ra những từ rất là hay dùng. Nào các bạn, nào bạn nào hay xem TV của Nhật, báo đài của Nhật, YouTube của Nhật, rất là dễ làm bài này. Nhìn kỹ xem. Dokiri, zukiri, shimiri, hatari. Đấy. Mặc dù mình biết đây là một câu thuộc loại khó của trong từ vựng nhá. Tôi bị lộ ra những gì mà tôi đang nói dối, lộ ra những gì tôi đã nói dối và tôi thấy sao đây? Mấy các bạn cũng đơ đơ không không. Dokiri. Các bạn có biết từ này không? Các bạn có biết từ dokiri không? Dokiri tiếng Việt hay nói là chôn đấy. Hay là prank ấy đúng không? Chôn. Giả vờ làm ma để dọa ai đó, giả vờ làm như thế nào, giả vờ bị bệnh để xem phản ứng của chồng như nào. Đấy là cái dokiri đấy đúng không? Nó chính là như thế đấy. Và dokiri nó là gì ạ? Giật mình, lo lắng, sợ hãi. Đó. Làm cho người khác lo lắng mà. Chôn đây đúng không? Tôi bị lộ ra việc tôi nói dối và tôi đã rất là lo lắng, sợ hãi. Hiểu ý chưa? Nhớ không? Các bạn biết từ này không? Đúng không? Những từ này thì là những từ cũng ít dùng. Ví dụ zukiri là kiểu đau nhói. Tự nhiên đau nhói, con gì nó cắn. Đấy. Shimiri là không khí trầm lắng. Hatari là đột ngột đúng không ạ? Câu 78 khó quá à, không sao, vậy thỉnh thoảng phải có câu khó chứ các bạn đúng hết à? Các bạn lấy hết điểm người ta à, đúng không? Rồi, câu số 79 nào. Ano shiken wa kokumin o. Làm sao đây? Nhờ. Furue agaru, hie agaru, kogoe agaru, fue agaru. Rồi, có bạn làm đúng rồi đấy ạ. Furue agaru nhá. Đoán thôi, hieru. Hieru bình thường nó là cái gì đó lạnh, làm lạnh đúng không? Nhưng ngoài nghĩa đen đấy nó còn nghĩa là gì ạ? Lạnh nhạt trong tính cách. Làm cho người dân bị lạnh, lạnh run lên à? Không không liên quan lắm đúng không? Đã lạnh lại còn agaru làm gì nữa? Kogoeru là đóng băng, không liên quan. Fue. Fue này chỉ nói là rung, rung lắc. Cái bàn rung, cái nhà rung do động đất thôi đúng không? Ở câu 80. Hitotsu no kashi wo minna de ao. Sake ao, wake ao, herate ao, wake ao. Nào. Cụm này thôi. Hóa kẹo. Đấy.
chia đều, đúng không? Mọi người chia đều nhau một cái bánh. Đó. Sake được là xé cái gì đó, đúng không? Và kê đự này là chia cái gì đó, nhưng mà không phải là chia cái bánh. Không, không, hai thằng này không đi với nhau. Hề đa tê đự là chia cách. Chia cách nhau, xa lánh nhau, đúng không ạ? Hay là hai địa điểm cách nhau bao nhiêu chẳng hạn. Câu số 81 mọi người nhá, sẽ là nối tiếp của những buổi trước, nên sẽ là câu số 81. Ok, có Bảo Long chọn đáp án số 1 là chữ tái, đúng không? Với nghĩa là tái sử dụng. Hà Nông Định chọn đáp án số 1 này, Quang Hải 1 này, Văn Lưu 1 ạ. Số 1 là chữ tái này, ghép ở đây chúng ta sẽ có từ sai dio ですね. Sai dio. Khá là dễ đúng không mọi người? Chúng ta chỉ cần tìm một tiền tố điền vào đây để tạo thành một cụm. À, một cụm từ vựng có nghĩa phù hợp với nội dung của câu, đúng không? À, Vũ Khánh rằng cũng chọn 1 ạ. Ok. Hay, câu đầu tiên của chúng ta khá là đơn giản với đáp án chính xác là đáp án số 1 mọi người nhá. Chữ tái ạ. Tái sử dụng, đúng không mọi người? Tái sử dụng. Sai dio nhá. Sai dio. Câu này là gì ạ? Haha wa nokotta zaiyo sai dio shite atarashi menu wo kangaeru no ga tokui da. Mẹ tôi thì làm sao? À, mẹ tôi thì rất là giỏi. Giỏi trong cái việc gì? Trong cái việc mà tái sử dụng, tức là sử dụng lại, đúng không? Sử dụng những cái nguyên liệu còn thừa. Đấy. Sau đó thì nghĩ ra một cái menu, một cái món gì đó nó mới. Đúng chưa? Những cái thịt thừa, những cái rau thừa, những cái gì đó nó thừa lại sau khi nấu ăn chẳng hạn các thứ. Đúng không? Sau đó thì nghĩ ra cách chế biến nó, làm nó thành một món mới chẳng hạn. Rồi, ok. Hay. À, cảm ơn các bạn. À, các đáp án còn lại thì ghép vào đây nó sẽ không phù hợp mọi người nhé. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua luôn. Ok, câu số 82. Câu số 82 của chúng ta cũng là một chúng ta vừa nãy chúng ta tìm một tiền tố đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hậu tố. Hậu tố từ đằng sau từ shukuhaku. Hậu tố đằng sau từ shukuhaku. Câu này là gì ạ? Tomodachi no ie ni tomete morau no de shukuhaku nanani wa kakaranai. Bốn cái này thì có thể là mình điều dịch là tiền là phí được, nhưng mà quan trọng nó là cái gì cơ, đúng không? Ok, bạn Mạnh Quốc chọn đáp án số 1 là kin. Quang Hải chọn đáp án số 2 là dio. Kiều Giang chọn đáp án số 3 là hi. Công Bình chọn đáp án số 1 là kin. Kim Tiến chọn đáp án số 2 là dio. Pha Lý 2 là dio. Hà Nông 3, Tây Đô 3. Không ai chọn 4. Có vẻ như mọi người đã biết cách sử dụng của đáp án số 4 rồi, nên là loại bỏ được, đúng không? Quân Nguyễn 4 rồi, đầy đủ 4 đáp án luôn. Mỗi người chọn 1 đáp án luôn, chắc chắn là có người đúng, đúng không? Mình chia đội ha, chia đội mỗi người chọn 1 đáp án là kiểu gì cũng sẽ có người đúng. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3 mọi người nhá. Đáp án số 3 là chữ hi trong cái từ là phí. Đấy, cái từ này thì nó sẽ là cái gì ạ? Những cái khoản chi phí, những cái khoản tiền mà chúng ta làm sao? Sẽ cần phải trả và gần như là sẽ phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước, đúng không? À, nó là những cái chi phí cần thiết trong một cái hạng mục nào đấy. Cụ thể ở đây là gì ạ? Cụ thể ở đây là vì là tôi được đứa bạn nó cho ở lại nhà nó, đúng không? Nên là tôi đã không tốn cái phí hay là cái tiền. Tiền gì? Tiền đi ở trọ. Đấy, rồi. Còn kin. Kin này là cũng là tiền, đúng không? Ừ. À, nó sẽ thường nói về những cái khoản đóng góp chi trả trong những cái hoạt động nào đấy. Thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhá. Rồi, còn cái dio này sao ạ? Thường nói về những cái chi phí khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ nào đấy. Cái từ mà dùng nhiều nhất là cái từ service dio ấy mọi người. Đúng không? Service dio. À, cái phí cho sử dụng dịch vụ. Nó thể hiện rõ nhất cái bản chất của cái từ dio này nhá mọi người nhá. Cái phí, cái khoản phí thường là những khoản phí cố định nào đấy. Được chưa? Được quy định sẵn. À, khi mà chúng ta sử dụng một dịch vụ. Rồi cuối cùng là chữ dai thì hầu như là các bạn không chọn đúng không? Chữ dai thì thường là cái số tiền chúng ta chi trả khi mà chúng ta mua một món hàng nào đấy. Hoặc là sử dụng cho cái nhu cầu cá nhân, đúng không? Rồi. Nhá, thường là cái daikin, cái số tiền mà chúng ta sẽ trả khi chúng ta mua hàng ấy, thì chúng ta dùng cái chữ dai này, đúng không mọi người? Ok. Đấy, tiếp theo chúng ta đến với câu số 83. Câu số 83. Câu này chắc chắn dễ đấy mọi người. Câu này chắc chắn dễ nha. Câu này một câu gỡ điểm ạ. Wa nanani no restaurant de sobo no tanjo iwai o shita. À, số 1 là tiki, số 2 là fu, số 3 là yo, số 4 là muki. Đáp án số mấy được ạ? Hay bạn Văn Dũng chọn đáp án số 2, Kim Tiến chọn 2.
Bảo Long, hai là phong cách Nhật, đúng không? Phong cách Nhật. Rồi nhà hàng kiểu Nhật, ok. Tây Đô cũng chọn hai. Nguyễn Môn hai rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là đáp án số 2 đúng không? Rồi bạn Tha Lý cũng chọn hai rồi. Chữ này là chữ phong. Wow sư, chúng ta rất là quen thuộc. Wow sư là phong cách hay là kiểu Nhật đúng không mọi người? Kiểu Nhật đó. Thì ý là chúng tôi đã tổ chức đúng hay là chúc mừng sinh nhật của bà ở một nhà hàng kiểu Nhật. Đúng không? Một nhà hàng kiểu Nhật. Ok chưa? Đấy, rất là chính xác. Cảm ơn mọi người. Những cái khác ghép lại thì nó sẽ wa teki wa yo wa muki. Không dùng nhé mọi người nhá. Không ghép lại nhá, không ghép được nhá. Ok. Câu số 84. Câu này là gì ạ? Sukoshi demo seikou suru kano nanani ga aru nara yatte miyo. Tầm này là tầm N3 đó mọi người. Đúng không? Tầm này là N3 nhá. Đây là chúng ta cố gắng, cố gắng. Ok. Kim Tuyến chọn 4 ạ. Văn Dũng chọn 4 ạ. Quang Hải 4. Rồi rất là nhiều đáp án số 4 rồi. Tính khả năng. Ok. Kanose desu yo ne. Kanose desu. Mình dịch là tính khả năng hoặc dịch là khả năng thôi cũng được nhé mọi người nhé. Sukoshi demo seikou suru kanose ga aru nara yatte miyo. Nếu mà có cái khả năng thành công dù chỉ một chút thôi thì yatte miyo, thì cứ làm thử đi. Đúng không? Cứ thử đi. Đấy, tức là dù chỉ có một chút cơ hội để đỗ N2, để đỗ N1 thôi, thì nhưng mà mình cứ thi thử đi đã, kiểu vậy. Ok chưa? Chúng ta sẽ tiếp sang câu số 85. 今の仕事を辞めて自分の会社を作る何々をした. Số 1 là 決別, số 2 là 決心, số 3 là 結果, và số 4 là 決算. Rồi bạn Văn chọn đáp án số 2 là 決心. Tây Đô 2 quyết tâm. Rồi Thảo Linh cũng 2. Vũ Khánh 2. Ok. Rồi hay. 2번 です. 決心 ですね. 決心. Có nghĩa là quyết tâm. Quyết tâm. Câu này là gì ạ? Tôi đã quyết tâm làm gì đấy? Nghỉ việc, nghỉ công việc hiện tại và mở công ty của riêng, của riêng mình. Đúng không? Làm hay mình dịch là mở công ty đó. Đúng không? Ok. Được chưa? 決心, quyết tâm. Còn cái từ 決別 đó là gì ạ? Là cái việc chia xa, chia cách nhau một thời gian dài nhé mọi người nhá. Chia xa, chia cách nhau một thời gian dài. Được chưa? Rồi, còn cái từ 結果 nói về những cái hành động rất là cương quyết, dứt khoát. Được chưa nào? Và cuối cùng là 結算. 結算 là quyết toán, dịch theo Hán Việt thôi nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 86. 86 á. Đều là chữ Hán quen thuộc đúng không? 夜遅く帰るときは何々して暗い道を通らないようにしてる. Số 1 là 防犯, số 2 là 用心, số 3 là 予防, số 4 là 防止. Rồi. Các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy ở câu này ạ? Những chữ Hán người ta cũng cố gắng lừa chúng ta đúng không? Tức là sử dụng những cái chữ Hán khá là giống nhau. Rồi có bạn Thanh Quý chọn 2 ạ, Huỳnh Vi chọn 2, Phạm Chính chọn 4. Hai là gì ạ? Hai là yojin, bốn là bô chị nhé. Kim Tiến 3, 3 là yobo. Văn Dũng 3. Hân Hân 2, Mạnh Quốc 2, Quang Hải 2. Tỷ số đang nghiêng về đáp án số 2. Ok, tỷ số đang nghiêng về đáp án số 2, bạn Văn cũng chọn 2 ạ. Rồi. Khi mà về muộn vào lúc đêm khuya ấy thì thế nào đấy? Đúng không? Cố gắng thế nào đấy? Không đi qua những con đường tối, không có đèn điện các thứ ấy, tối tăm ấy, đúng không? Hai, dạ, một tay ba. 2번 desu, 요진 desu ne. Mọi người lưu ý cách đọc của từ này nhá. Lưu ý cách đọc bởi vì có khi là đi thi mọi người sẽ gặp phải nó ở trong phần kanji. Cách đọc của nó là 요진, jin nhá, không phải là xin. Ok chưa? 요진 nhá, 요진 là cẩn trọng, cẩn thận ấy. Nhá, cẩn trọng. Rồi, khi mà đi về muộn vào lúc nửa đêm, ban đêm ấy, thì hãy cẩn thận, cố gắng không nên đi qua những con đường tối. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Con số 1 là gì ạ? Bô hăng. Bô hăng là phòng tránh tội phạm mà. Hăng này trong hăng nhìn này mọi người. Đúng không? Chữ phòng này trong từ xe dự này là phòng tránh này, phòng tránh tội phạm đấy. Bô hăng camera của cả. Nhá, cái camera chống trộm đấy. Người ta gọi là bô hăng camera. Nhá. Rồi số 3 là yô bô. Yobo là dự phòng, phòng ngừa. Yobo chiêu xạ ấy, tiêm phòng ấy. Đúng không?
Rồi số 4 là gì ạ? Boshi. Boshi là gì? Cũng là ngăn ngừa, phòng tránh, đúng không? Được chưa? Hai, ok, dạ, tiki. 87번. Con này hơi dài một chút xíu. Nhưng bốn đáp án thì không hề khó. Nếu mà các bạn có theo dõi những livestream trước thì những cái từ vựng này có lặp lại rồi nha mọi người nhá. Có lặp lại rồi và cũng sắp xuất hiện ở trong các đáp án trước mấy lần rồi đó. Không biết là các bạn còn nhớ không? Rồi. 読んだ hon o tsutete shimau no wa nanani kara gakko no toshoshitsu ni kifu shita. Ok, có bạn Tha Lý chọn đáp án số 2, bạn Quý chọn 1. Một là gì ạ? Một là mốt tay này, hai thì là yamo e nai. Văn Dũng 3, 3 là gì đấy ạ? Mitomo nai. Đây đã, cái đáp án này từng là đáp án của một câu trước đấy rồi ha. Nên là cái việc mà chúng ta luyện đề, luyện đi luyện lại ấy, chúng ta sẽ lặp lại rất là nhiều những cái từ vựng đã gặp ở những đề trước, cũng là một cách để chúng ta ôn từ vựng mọi người nhá. Anh có 1, con Nguyễn 1. Ok. Hay. Rồi, chiban desu. Mốt tay này mọi người nhá. Mốt tay này là lãng phí. Đúng không? Lãng phí. Thì câu này rất là đơn giản. Cái việc mà vứt đi những cuốn sách mà mình đã đọc ấy, nó là một điều rất là lãng phí. Thế nên là làm sao? Tôi đã quyên góp, đã tặng nó cho phòng đọc sách của trường. Đúng không? Mình đọc xong rồi mình không vứt đi, mà mình quyên góp, mình tặng cho phòng đọc sách của trường để cho các bạn học sinh khác hoặc là những cái đàn em khác có thể đọc, đúng nào? Ok chưa? Đấy rồi, rất là cảm ơn bạn Minh Vi, Bảo Long, bạn đã comment ý nghĩa của cả câu nhá. Vậy thì đáp án số 2 là gì ạ? Yamu e nai là buộc phải, đành phải làm một cái gì đấy. Có ép không ạ? Không đúng không? Rồi, số 3, mitomo nai là khó coi, mất thể diện nhá. Và số 4 là gì? Thon te mo nai, cái này thì chắc là mọi người đều biết. Đúng không? À, không có gì đâu. Không có gì. Thon te mo nai desu. Đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 88. Câu số 88 một con số khá là đẹp đúng không? Cố gắng gỡ điểm ở câu này cho mọi người nhá. Rồi, nani nani no futsui ga daijiko o maneku koto mo aru. Số 1 là gì ạ? Issho. Số 2 là ichio. Số 3 là ittan. Và số 4 là issun. Rồi, bạn Hà Nông chọn đáp án số 4 là ichun. Huỳnh Vi 4 ạ. Kim Anh 4. Ok, 4 番です. Nè, ichun. Ichun, trong một khoảng thời gian ngắn, trong một khoảnh khắc. Đúng không mọi người? Trong một khoảnh khắc. Rồi, Thùy Linh, Thoa Lý, Vũ Khánh đều 4 hết rồi đúng không? Ok. Ichun no futsui ga, tức là cái sự bất cẩn trong một khoảnh khắc rất là nhỏ thôi, 1 giây, 2 giây thôi chẳng hạn. Đúng không? Thì đôi khi đúng không? Đôi khi cũng sẽ gây ra những cái vụ tai nạn rất là lớn. Đấy, bất cẩn 1-2 giây thôi là có. Đôi khi cũng sẽ gây ra những cái sự cố rất là nặng nề, những cái tai nạn rất là lớn đúng không mọi người? Đó, ok, rồi chỉ 1 phút không chú ý thì cũng có thể gây ra tai nạn lớn, rất là hay ạ. Ok, cảm ơn mọi người nha. Ichu, một khoảnh khắc. Đúng không ạ? Một thời gian ngắn nhá. Số 1 là gì? Ichu là cả đời, một đời đúng không? À, số 2 là ichio là tạm thời. Và số 3 là ittan là một khi nhá, một khi. Ừ. Hay, ok. Câu số 89. Kare no jōdan ga omoshirokute sensei mo classmate mo nanani waratta. Câu chuyện của chúng ta thì khá là rõ ràng rồi, đó là cái câu chuyện đùa của cậu ấy thì rất là thú vị và cả thầy giáo, cả cô giáo và cả các bạn học sinh trong lớp đều cười thế nào đấy. Đúng không? Chỉ là tìm thêm một cái từ để miêu tả cái điệu cười đấy thôi. Còn cười thì chắc chắn là cười rồi. Rồi. Số 1 là sato, số 2 là dotto, số 3 là hatto và số 4 là jitto. Rồi, ở câu này có bạn Huỳnh Vi chọn đáp án số 2, quốc sàng 2, pha sàng 2. Rồi, đáp án chúng ta chính xác là đáp án số 2 mọi người nhá. Dotto waratta. Dotto waratta. Được chưa? Dotto thực ra bản chất của nó là đột nhiên. Nhưng khi nó đi với dotto warau thì là kiểu cười ầm lên. Cười ầm lên nhá. Rồi, cười ầm lên được chưa? Còn cái từ sato là nhanh, nhanh. Còn hatto là gì ạ? Là sửng sốt, là ngạc nhiên. Và cuối cùng là gì đấy? Jitto đúng không? Jitto là jitto có thể nói về cái việc gì ạ? Jitto miru chẳng hạn. Jitto miru là nhìn chằm chằm. Hoặc cũng có thể là cái từ jitto này thể hiện cái việc là bất động, đứng im không làm gì cả. Nhá, đứng im không làm gì cả. Ok chưa nào? Ok nhá. Rồi, cười ầm lên đúng không? Cười ầm lên. Ấy, ok. Tiki. Câu số 90. Câu số 90 chúng ta có gì ạ? Ồ, 家電製品は毎年何々と
新製品が発売されている。うん、発売されている。そもら続々、そはらチャクチャク、そばらハラハラ、そもらまごまご。Sẽ có những từ mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi đúng không? Chúng ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ nhá, hoặc là chọn luôn đáp án đúng nếu thấy cái từ vựng chúng ta đã biết đấy nó là một từ vựng quen thuộc và phù hợp với câu. Ok chưa? Hình đi chọn 2 này. 2 là gì đấy ạ? Chắc cơ chắc cỡ đúng không? Kim Anh chọn 1. 1 là dốc cơ dốc cỡ. Các bạn đang phân vân giữa 1 với 2 đúng không? Rồi, Văn Dũng cũng 1. Hai chí băng des dốc cơ dốc cỡ des nè. Nó chính là chữ Hán, chữ tục ấy. Chữ tục. Nối lại 2 lần thành dốc cơ dốc cỡ đúng không? Là liên tục. Liên tục. Thì đây là những cái sản phẩm đồ điện gia dụng ấy mọi người, cadence hình des nè. Thì hàng năm nó đều liên tục được bán ra những cái sản phẩm mới, tức là những cái sản phẩm mới nó liên tục được bán ra. Năm nào cũng thấy mẫu mới, kiểu như iPhone đấy mọi người. Mỗi năm một đời, đúng không? Năm nay 16 rồi, năm sau là 17, rồi lại 18. Kiểu thế mỗi năm một cái mới nó ra, được chưa? Ok, còn chắc là gì? Là cái sự vững chắc, là cái sự ổn định. Nhá. Hara hara là cái sự sốt ruột. Được chưa? Sốt ruột, lo lắng. Số 4, mago mago là gì đấy? Rồi, mago mago là cái sự lúng túng nhá mọi người nhá. Lúng túng, được chưa? Ok. 次, 91番. 91番 です. 冬の登山は危険と何々合わせだ。危険と何々うん、合わせだ。Chúng ta sẽ có được đáp án số mấy ạ? Số 1 là 向かい. Số 2 là 隣. Số 3 là 抱き. Số 4 là 並び. Con này hơi khó một xíu ha. Con này hơi khó một xíu. Không biết thì chúng ta làm gì ạ? Đoán mò. Đoán mò nhá. Rồi ok. Không biết câu nào thì chúng ta hên xui câu đấy. Ok chưa? Văn Dũng chọn 3. Bạn Dũng chọn 3. Daki awase. Vi rằng chọn 1 là mukai awase. Có tất cả rồi. Ai rồi cũng sẽ có người đúng thôi đúng không? Thông báo với mọi người là có người đúng rồi nhá. Bởi vì là đáp án nào cũng có người chọn rồi. Ừ, có người đúng. Rồi Quân Nguyễn chọn 2. Rồi ok, như bằng đấy nhé. Như bằng đấy. Cận kề nguy hiểm. Cạnh nhá. Tonari bên cạnh đúng không? Tonari awase. Tonari awase là bên cạnh. Kề sát, cận kề. Được chưa? Đó, cận kề hay là liền kề cũng được. Cái việc mà leo núi vào mùa đông đúng không? Leo núi vào mùa đông ấy thì nó làm sao? Nó đi kèm, nó đi liền với sự nguy hiểm. Đấy. Nó đi liền với sự nguy hiểm. Đó. Thì đấy là cái động từ phức thori awaseru nhá mọi người nhá, thori awaseru. Còn mukai awase là đối diện, đối mặt nhau này, hoặc là hai cái gì đó đối diện nhau ấy, được chưa? Rồi, chứ nó không phải cái nghĩa đối diện giống như tiếng Việt của mình là đối diện với nguy hiểm. Đối diện là kiểu hai người hay hai cái thứ gì đó đối diện nhau như này. Đó. Còn daki awase là gì ạ? Daki awase là cái việc mà chúng ta bán kèm, thường là bán kèm những cái sản phẩm, những sản phẩm hot thì người ta bán kèm những cái sản phẩm mà kiểu hơi lỗi thời một chút, nói là tặng kèm ấy, nhưng mà thực ra là tính vào trong giá vào rồi nhá. Đó kia ba sẽ, còn cái này thì không ghép, không ghép lại, không có nghĩa. Được chưa nào? Ai kia chưa nhì bằng des, con này dễ nhỉ, con này dễ nhỉ, con này gỡ ạ. Câu số 92 ạ. Itsu demo okasama no go iken o nani nani orimasu. Kim Anh 1 nha, Bảo Long 1, Vân Sàng 1, ok. Bảo Quỳnh 1 này. Rồi không thấy tranh nhau các đáp án rồi, giờ tập trung đồng lòng, đồng lòng ha. Kim Tiến 1 luôn, không ai đáp án khác ha. Hiền Sàng 1 rồi. Ichiban desu. Chúc mừng tất cả các bạn đã đồng lòng và giành được chiến thắng trong câu số 92. Uketamaru đúng không? Là tiếp nhận. Tiếp nhận. Tức là chúng tôi thì luôn luôn tiếp nhận ý kiến của khách hàng bất cứ lúc nào. Ichidemo đúng không? Bất cứ lúc nào. Orimasu đây nó chính là imasu đúng không? Khiêm nhường ngữ. Uketamawatte imasu. Đó. Rồi. Nó là tiếp nhận được chưa? Tiếp nhận giống kiểu ukeru ấy. Còn số 2 là gì ạ? Tazusawaru. Tazusawaru là gì? Là làm một công việc gì đó liên quan đến cái gì đấy. Nhá, làm một cái gì đó liên quan đến. Thường đi với chuyện từ nhí. Rồi, số 3 là sororu. Sororu là gì ạ? Sororu là tập hợp đầy đủ. Soroteru. Nè, tập hợp đầy đủ như kiểu là thành viên tập hợp đầy đủ, gia đình tập hợp đầy đủ. Còn số 4 là utagau thì dễ rồi. Nghi ngờ đúng không? Nghi ngờ. Ok. Hai, ok. Câu số 93. Câu số 93. Toàn kanji, cứ thấy là kanji là thấy dễ không mọi người? Dễ mà.
来週明けから1週間お休みを何々ことは可能でしょうか？可能でしょうか？そもら頂戴する、そはら調和する、そもあそばら調和する、そもら調整する、どんな調和？調子もら关照、对吗？关照的調子、なあ調子な。うん、总上1ビデオ1、はい。答えは1番です。頂戴する、ね、頂戴する。ね、今日の語もらう、对吗？懂じゃ？だから。Thế nhỉ? Liệu em có thể khả năng để sổ gà đúng không? Liệu em có thể xin hay là nhận? Kiểu thế. Liệu em có thể xin nghỉ một tuần từ đầu tuần sau được không ạ? Tức là từ đầu tuần sau cho em nghỉ một tuần được không? Đúng không? Cho em xin nghỉ một tuần bắt đầu từ đầu tuần sau được không ạ? Kiểu thế. Rồi, số 2 là gì ạ? Chowa. Chowa là cái sự điều hòa. Điều hòa làm sao cho nó phù hợp. Số 3 là gì ạ? Choho suru. Choho suru với cái cách đọc này nó sẽ mang cái nghĩa là tiện ích, tiện lợi. Nhá. Tiện ích tiện lợi có ích. Giờ nó còn có một cách đọc khác nữa đấy là juho. Juho thì nó sẽ mang nghĩa là những cái món đồ quý giá, quý báu. Được chưa? Juho. Đó. Rồi còn gì nữa nhỉ? Chose, chose dễ rồi, là điều chỉnh. Điều chỉnh nhiệt độ các thứ chẳng hạn đó, đúng không? Ok, 94 番 this. À, con này là gì ạ? Sai kim wa 規則正しい生活になり、何々だし生活を送ってる。うん、はい。そうら、đọc, các bạn đọc thử từ này xem đọc là gì nhé. Nửa hai, rồi để xem đọc thử từ này từ gì. Số hai là 人生, số ba là 見方, số bốn là 人間. Hàn Ông 1 này, Phương Anh 1 này, Kim Anh 1 này, Kim My 1 này, Văn Dũng 1 này, Thoa Sàng 1 này, Vi Đào 1 này, toàn 1 hết, hả? Hả? Sao mọi người chọn 1 hết? 1 là gì? Otona đúng không? Ừ đúng rồi, Otona. Người lớn. Có khi nào nó là một cái khác không? Ừ. Rồi, Hằng Trần chọn 2. Jinse. Jinse hả? Nào, câu này vẫn còn cơ hội cho những bạn khác. Hoặc vẫn còn cơ hội cho những bạn muốn quay xe. Xin mời các bạn suy nghĩ tiếp vấn đề. Sống một cuộc sống đúng với cái bản chất nó không bị lệch lạc đi mọi người. Kiểu otokorashi rất là manly, rất là nam nhi, rất là đàn ông ấy đó. Đừng nào một em hoang mang à. Cho cơ hội quay xe mà. Mình phải có những câu hoang mang nhất đúng không? Hương Bình 3 này, Tha 3 này, Hiền Sàng 4, Dung 4, Mỹ 4, Phương Anh 4, Văn Lưu 4, Quốc 4, Vi Đào 4. Rồi thoát khỏi đế chế 1 rồi đúng không? Rồi ok, bước ngoặt của chúng ta nằm ở đây nhá, số 4 nhá, thấy chưa? Có lừa đâu, đúng không? Dẫn dắt rất là đúng đắn. Rồi, Otona là người lớn. Người lớn, đúng không? Rồi, số 2 Jinse là cuộc đời. Số 3 Mikata, Mikata chắc là mọi người sẽ loại bỏ được ngay thôi. Mikata là gì? Là đồng minh. Đồng minh, đúng không? Số 4 là Ningen là con người. Thì câu này chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Gần đây thì tôi đã gì đấy? Tôi đã có một cuộc sống, tức là tôi đã sống một cái cuộc sống làm sao? Quy củ hơn. Đúng quy củ, đúng quy tắc hơn. Đúng không? Nó ningen dashi hơn. Giống cuộc sống của con người hơn. Ra dáng con người hơn. Không kiểu gọi là gì nhỉ? Hành hạ bản thân. Thức đêm rồi dậy sớm các thứ nữa. Đấy, kiểu như thế. Nhá. Nó là cách kiểu nó hơi sống xã hơn một chút, là nó sống giống con người hơn, đúng là con người hơn, chứ không phải là giống như kiểu trâu bò đi cày suốt ngày suốt đêm nữa đó. Rồi quay xe liên tục, chúc mừng các bạn quay xe đúng nhá. Câu số 95, câu này không lừa. Rồi nói được rồi nè. Project に失敗し会社は何々的状況だ。状況だ。その災害、そは破壊、そは危機、そは重大。Văn Dũng 2, Bảo Long 3, nguy cơ. Văn Sàng 2, Hoa Dương 4, Kim Anh 2. 2, 3, 4 rồi. Còn cái thằng số 1 là loại bỏ được đúng không mọi người? Không ai chọn 1 đúng không? Kim Anh 2. Dịch qua câu này nhá. Dịch qua câu này này. Được nhỉ? Thất bại trong một cái dự án ở đấy. Và công ty thì ở cái trạng thái mang tính gì? 3 chấm. Phương Anh chọn 3 là nguy cơ. Nó còn phải đi với Teki nữa mọi người. Nó có phải đi với Teki nữa chứ không phải là cứ điền vào đấy nó đúng nghĩa là được đâu.
Hằng thằng chọn 2, Quân thằng 3, Tiến Mạnh 3, Văn Lưu 4. 4 là gì đấy? 10 đại. 10 đại tê kì dô kiểu đà. Là gì? Sao có thể thế được? Ai, sang vang đê, kiki. Kiki tê kì. Nguy cơ. Thất bại trong một cái dự án nào đấy và công ty thì đang đứng trước một cái nguy cơ, đang ở trong một cái tình trạng rất là nguy kịch, nguy cơ đúng không? Rồi, kiki tê kì. Sai ngay là gì ạ? Sai ngay là những cái thảm họa thiên tai, đúng không? Thảm họa thiên tai. Hà cai là cái việc phá hủy. Phá hủy mà, đúng không? Phá hủy, phá hoại. Tình trạng phá hủy, phá hoại cũng không đúng. Hà cai, tê kì thì cũng không phù hợp, đúng không? Còn jiu dai là to lớn. Tình trạng to lớn thì là tình trạng gì? Đó, đấy nhé. Ok chưa? Rồi, hai. Câu số 96. Câu số 96. Rồi, câu số 96 của chúng ta là gì? Câu này phải thật sự lưu ý nhé. Đừng có điền ý nghĩa phù hợp vào là được nhé. Phải thật sự lưu ý về mặt ý nghĩa của nó. 彼女の勉強方法ではやってない. 마점. Số 1 là バカバカしい. Số 2 là ふさわしい. Số 3 là 花々しい. Và số 4 là 等しい. Thật sự lưu ý về ý nghĩa của nó, đặc biệt là cái đoạn cuối. Được chưa? Chứ đừng chỉ dịch một cách mơ hồ rồi chọn đáp án. Tại vì cái ý nghĩa của nó nhiều khi dịch mơ hồ vào nó sẽ đúng được ấy. Có khả năng đúng. Nào, Vân Sàng chọn 1 ha. Suy nghĩ kỹ chưa? Mọi người nhá, những khi mà đi thi ấy, mọi người có thể làm theo cái cách này. Tức là khi mà làm đến câu này thì mọi người có thể là làm theo gọi là cái trí nhớ của mình, hoặc là cái sự lựa chọn của mình hên xui nếu mình không biết ấy. Đấy. Nhưng mà mọi người hãy cứ gạch tích chéo của nó một phát ở trên đề. Ở trên đề để làm gì ạ? Để mà trong cái trường hợp cuối giờ chúng ta có thời gian, chúng ta quay lại chúng ta xem một lượt, xem đến lúc đấy kiểu nghĩ lại. Nghĩ lại xem mình có nhớ ra cái gì không. Nếu mà thực sự không nhớ ra cái gì nhá, tất nhiên là đừng có quay xe làm gì cả. Đừng có mình thấy cái này đúng hơn. Không, chẳng có gì thấy cả. Đừng có thấy, quay xe thường sai. Đừng có thấy. Trừ khi là mình nhớ ra hẳn, với tự nhiên trong đầu nó lóe ra một cái ánh sáng nào đấy của tri thức, thì lúc đấy hẳn quay xe nhá. Nhưng mà mình cứ gạch vào. Nếu mà có cơ hội thì mình xem lại, không có cơ hội thì ok, mình cũng đã lựa chọn trong khả năng có thể rồi, đúng không? Nào đâu rồi? Nào. 1, 2, 4. Thấy đáp án đúng rồi, chia ra đáp án số 3 sai đúng không? Đáp án số 3 cũng dễ loại trừ mà đúng không? Vậy thì cái nào đúng ta? Đáp án đúng nhỉ? Bakabakashi, sawashi và hitoshi. Để ý đến cái này này. Với đúng không? Với cái việc không làm. Cái gì với cái việc không làm? Đó. Dịch ý nghĩa của những cái từ này. Ghép vào cái này. Nó sẽ ra ngay. Đúng không? Nó sẽ ra ngay. Bakabakashi là gì ạ? Là sự ngu ngốc, là sự ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn với cái việc không làm à? Có phù hợp không? Ngu ngốc với cái việc không làm à? Đúng không? Số 2 là sao chị phù hợp với cái việc không làm? Có ai nói vậy không ạ? Hay là ngang bằng, ngang với cái việc không làm, bằng với việc không làm. Cái phương pháp học của cô ấy thì ngang với việc không học luôn. Hợp lý không ạ? Được chưa? Nhóm bạn des hitoshi, né, chữ đẳng, hitoshi, được chưa? Ngang với, bằng với, ngang với việc không làm. Cái phương pháp học đấy thì ngang với không học luôn. Đúng chưa? Nhóm bạn, né, đây là sự ngu ngốc ngớ ngẩn. Ba cà mà. Chẳng qua là gấp đôi sự ba cả đây thôi. Rồi, Fusawashi là phù hợp nhá. Phù hợp với cái gì đấy cũng đi với trợ từ nhí. Nhưng quan trọng ở đây, về trước của nó là gì ạ? Yatte nai. Không thể nào nói phù hợp với việc không làm được, đúng không? Và cái này Hanahanashi là gì? Là kinh khủng, vô cùng, rất. Đó, hai. Rồi, câu số 97, mọi người ơi, câu số 97. Oshikan o itadaki. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Câu này dễ quá. Nào mọi người, nổ đáp án đi, nổ đáp án đi. Chúng ta gỡ điểm câu này, câu này phải đúng hết nha mọi người, phải đúng hết. Số 1 là dippana, số 2 là juyona, số 3 là idaina và số 4 là kichona. Kim Anh 4, quý trọng. Phương Anh 4, thời gian quý giá. Ok. Hai, 4 番 です. 貴重なお時間をいただきありがとうございました. Kiểu thế, rất là cảm ơn mọi người vì đã dành cái thời gian rất là quý báu của mình để xem livestream của Sensei chẳng hạn nhá, hoặc là để đến đây tham dự cái buổi tiệc ngày hôm nay với chúng tôi chẳng hạn. Kiểu như thế. Được chưa? 貴重なお時間をいただき Arigatou gozaimasu. Đây là một câu rất là quen thuộc nha mọi người nhá. Rồi, nippa là gì ạ? Lộng lẫy lè lẹt các thứ đúng không? Còn số 2 là gì ạ? Juyona là trọng yếu. Trọng yếu là những cái thứ gì đấy quan trọng. Số 3 là idai. Vĩ đại đúng không? Biết là Hán Việt thôi. Vĩ đại. Hay, ok. Câu số 98. Chúng ta bắt đầu với một câu katakana.
長期休暇中は生活何々が崩れがちだ。đây là một thực trạng. Đây là một thực trạng thường hay gặp. Số 1 là rhythm, số 2 là tempo, số 3 là speed, số 4 là balance. Rồi Tiến Mạnh chọn 4, balance. Bảo Long 1, nhịp điệu cuộc sống. Kim Anh 1. Nào phe 1 hay phe 4 đâu mọi người? Trần Minh 4, Văn Dũng 1, Phương Anh 1. Bảo Quỳnh 2, à có thêm 2 nữa là tempo. Vi Đào 1, Tha Sàng 4. Hai phe đang mạnh nhất là phe số 1 và phe số 4 nha. Ok rồi, trước tiên cảm ơn rất là cảm ơn bạn Bảo Long đã comment rất là đầy đủ ý nghĩa của bốn đáp án. Đầu tiên đáp án của chúng ta là đáp án số 1 nhá. Đi dư mự là cái nhịp điệu của cuộc sống. Cái nhịp của cuộc sống nó bị làm sao? Nó bị phá vỡ, bị sụp đổ ấy các thứ, đúng không? Tức là trong những cái kỳ nghỉ dài ấy thì thường là cái nhịp cuộc sống của chúng ta nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị phá vỡ. Bình thường chúng ta 7 giờ dậy đi làm, chiều 5 giờ về, tối 9 giờ đi ngủ chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà kỳ nghỉ dài một cái là 12 giờ trưa mới dậy, 1 giờ đêm mới đi ngủ, kiểu thế, đúng chưa? Ok, tempo là gì ạ? Nó cũng là nhịp, nhưng mà là nhịp phách trong âm nhạc ấy, đúng chưa? Và nó sẽ bằng cái từ hayasa, nói về cái tốc độ nhanh chậm trong âm nhạc nhá, hayasa. Còn speed độ là gì? Là cái tốc độ chạy ấy, chạy nhanh chạy chậm ấy mọi người. Balance là gì ạ? Là sự cân bằng về eyo, đúng không? Là dinh dưỡng. Được chưa nào? Câu số 99 nhé mọi người nhá. Câu số 99. Ano hito wa jikan ni nanani de itsumo okurete iru. Okurete kuru. Số 1 là lost, số 2 là lose, số 3 là speed, số 4 là wild. Tiến Mạnh lose, Hoa Dương 2, Thoa Sàng 2, rồi, Hằng Sàng 2. Không thay đổi đúng không? Rồi, không thay đổi thì đúng rồi đấy. Lose nhá. Gì càng nghĩ lose là lỏng lẻo về thời gian đúng không? Thì đây là cái người đó thì kiểu không tuân thủ thời gian ấy. Cái từ lose là sự lỏng lẻo nhá, không tuân thủ thời gian. Nên là và rất là thường hay đến muộn, đến muộn. Rồi, vậy thì còn những đáp án khác thì sao? Chúng ta có đáp án số 1 rosto. Rosto là đánh mất nhá, đánh mất. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo số 3 speed là sự nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Còn số 4 là wild là cái sự hoang dã. Hoang dã. Ok. Tiếp theo. 最後 です. 100番. 100番 です. Vẫn là một câu katakana nhưng mà cũng khá dễ thôi mọi người. Cũng là một từ vựng rất là quen thuộc với mọi người rồi nhá. 2000 nen dai wa idol nanani ni natta. Số 1 boom, số 2 là call, số 3 là zoom và số 4 là buke. Bảo Long 1 bùng nổ. Tha Sàng 1 luôn. Rồi, Văn Lưu 1. Rồi, mọi người chắc chắn hết rồi thì ai còn dám nói gì nữa đúng không? Boom là cái sự bùng nổ. Bùng nổ về gì đấy? Idol, idol đấy. Đấy. Mọi người bắt đầu chìm đắm trong các bộ phim thần tượng các thứ đấy, đúng không? Thời điểm bắt đầu từ năm 2000. Thời đấy là các ngôi sao Hàn Quốc các thứ ấy, phim tình cảm các thứ kiểu thế đúng không? Câu này không hiểu chữ nào mà. Ok, thế thì mình sẽ cùng nhau học thêm vài từ katakana nhá. Bumu là bùng nổ này. Kodu. Kodu là gì? Kodu là gọi nhá, gọi. Còn zoom. Zoom đấy mọi người, zoom phóng. Phóng to. Còn buke là một cái bó hoa. Bó hoa. Được chưa nào? Hay. Ok, và câu này cũng là câu cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay rồi. Không biết là mọi người đúng nhau không? Mọi người có thể comment số câu đúng của mình xuống phần comment được không ạ? Và xin phép được nhắc lại một lần nữa đấy là bắt đầu từ ngày mai là trên website và trên app của Dũng Modi đã bắt đầu có thi thử miễn phí rồi. Mọi người nếu mà chưa có tài khoản của Dũng Modi thì có thể đăng ký miễn phí nhé để vào thi. Chỉ cần đăng ký một tài khoản thôi, sau đấy là các bạn có thể vào thi và xem được đáp án, xem được điểm rồi rất là nhiều thứ. Ok? Hay! Like lúc mấy giờ vậy ạ? Livestream này sẽ bắt đầu lúc 19 giờ nhá, Thoa Sàng nhá. 19 giờ. Bắt đầu tuần sau sẽ đều là live, phần lớn sẽ đều live vào buổi tối từ 19 giờ đến 20 giờ giờ Việt Nam và sẽ nội dung của những buổi tiếp theo sẽ là những phần hướng dẫn về cách làm từng dạng môn đai trong đề thi GPT. Nên là mọi người cố gắng theo dõi nhé mọi người nhá.
OK, hi. Thế và mình là sáng tối sáng mai đây sẽ. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Nhớ để lại một tim cho Duyên nha. Bye bye.